Thì hôm trước mình đã học qua cách tạo ra cái đối tượng là tia mặt trời bằng cái đường nét này rồi. Giờ thì mình sẽ sử dụng cái đối tượng nét, nhưng mà chuẩn chỉnh nhất hay là cách sử dụng phổ biến nhất thì mình sẽ sử dụng công cụ là đường tròn, grid tool phía dưới. Thì cái phương pháp sử dụng cái công cụ này như nào? Ok, thì bạn lưu ý, bạn vẽ ra bạn muốn tạo thành đường tròn thì bạn lưu ý bạn phải giữ thêm phím shift. Giữ shift để tạo thành đường tròn. Thì bạn thấy trong cái trường hợp hình của mình nó sẽ có các vòng và các đối tượng. Có các vòng và các tia bạn thấy này. Thì bạn muốn là tăng vòng thì bạn có thể thấy là ấn mũi tên lên trên và xuống dưới để tăng tăng số vòng. Ấn mũi tên lên trên và xuống dưới để tăng giảm số vòng. Và mũi tên sang trái sang phải để tăng số cạnh. Mũi tên sang trái sang phải để tăng số cạnh. Thì trong quá trình bạn muốn tạo ra cái đối tượng tia mặt trời thì bạn cũng cần lưu ý cạnh của mình phải là cạnh đủ. Cạnh đủ, tức là sao? Toàn bộ tất cả những đường nét của mình nó phải nằm song song với nhau. Nếu bạn tạo ra những cái đối tượng này, ví dụ mình giảm cho nó số cạnh đi, thì bạn thấy trong cái trường hợp này các cạnh nó không song song với nhau thì mình có thể xử lý những đối tượng này như nào. Và trường hợp thứ hai mình sẽ vẽ thêm một cái đối tượng nữa thì các cạnh song song với nhau. Thì mình sẽ đưa ra hai trường hợp cho bạn trong quá trình mình xử lý tạo ra cái đối tượng là tia mặt trời. Thì bước đầu tiên bạn muốn tạo ra tia mặt trời trời thì bạn cần lưu ý tích đúc vào đối tượng nét phía trong. Bởi vì đối tượng của mình nó sẽ chia thành hai phần, thứ nhất là nét, thứ hai là phần hình phía ngoài. Giữ shift, giữ an, phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng theo tâm. Bước tiếp theo mình sẽ cắt giao đối tượng hình và đối tượng nét bằng cách là shift F7. Trong phần shift F7 này nó sẽ có 3 bộ phận cơ bản. Thứ nhất là phần transform, form dáng của đối tượng. Thứ hai là phần căn chỉnh và thứ ba là phần cắt giao đối tượng đây. Giờ thì hôm trước mình đã học qua phần cắt giao đối tượng phần hình và phần nét. Cái đối tượng thứ hai. Thì bạn tích vào cái đối tượng này thì nó sẽ cắt giao trong quá trình đối tượng. Thì nó sẽ loại bỏ đi những phần thừa và toàn bộ tất cả đối tượng bạn vừa cắt giao nó sẽ là đối tượng riêng biệt. Chuột phải chọn là phần ungroup. Bạn kéo đối tượng này ra. Xóa nó đi. Tương tự. Thì bạn sẽ tạo cho mình một đối tượng là tia mặt trời. Đấy. Thì ngoài cái phương pháp hôm trước mình sử dụng bằng nét thẳng thì mình có thể sử dụng thêm cái phương án là sử dụng những cái đối tượng là đường tròn. Còn với cạnh thiếu thì sao? Thì trong cái trường hợp cạnh thiếu đây bạn thấy này, thì đối tượng của mình nó sẽ không song song với nhau. Mình cũng làm tương tự. Ok, tích đúc vào đây. Giữ shift, giữ an, phóng to, thu nhỏ, đồng dạng và đồng tâm. Bước tiếp theo quét chọn vào đối tượng, quét qua chọn vào công cụ cắt giao đầu tiên dòng thứ hai. Thì nó sẽ loại bỏ đi những cái phần thừa phía ngoài cho bạn và tách những cái đối tượng này thành đối tượng độc lập. Chuột phải chọn phần ungroup. Thì trong trường hợp đoạn đấy bạn kéo đối tượng này ra xóa đi. Nhưng mà trường hợp này bạn thấy đối tượng của mình sẽ bị sai, bị thừa một đối tượng ở đây. Nếu mà xóa đối tượng này đi thì nó sẽ không đúng với đối tượng là mình dạng tạo ra phần tia mặt trời. Thì cái này mình có thể áp dụng để làm những cái nền phía sau để cho làm nổi bật sản phẩm, những cái về khai trương, giảm giá. Được chưa? Ok, mình làm lại cho bạn nha. Thì bạn tạo ra những cái đối tượng lưu ý có thể là mũi tên sang trái sang phải để tăng giảm số cạnh. Xong thì bạn cần lưu ý là mình sẽ giữ thêm phím shift để tạo thành đối tượng của mình thành đường tròn. Bước tiếp theo bạn có thể là tích đúc vào, bạn phóng to ra hoặc là cách thứ hai bạn chuột phải chọn là phần ungroup bởi vì nó là hai đối tượng, một đối tượng là nét phía trong và đối tượng là hình phía ngoài. Ungroup thì hai đối tượng này nó sẽ riêng biệt cho bạn một cái đường tròn và một cái những cái đối tượng là nét. Giữ shift, giữ an, phóng to, thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Quét qua hai đối tượng, chọn một phần cắt giao.
Đối tượng đầu tiên là dòng thứ hai. Chuột phải chọn phấn ungroup, bạn sẽ xóa những cái đối tượng này đi để tạo cho mình một cái tia mặt trời. Áp dụng cái phương pháp này để làm những cái khai trương giảm giá. Chưa, có đây. Thì những cái đối tượng này bạn muốn là để nó trên cái nền đẹp nhất thì mình sẽ để trên nền gradient. Chưa? Nó tạo ra đối tượng này. Ctrl G group để di chuyển đồng thời toàn bộ tất cả đối tượng mình vừa tạo ra, có thể là Shift X. Shift X đảo ngược màu. Cho bạn tạo ra cái đối tượng này. Chưa? Thì trong trường hợp này bạn hoàn toàn có thể là đưa cái sản phẩm của mình vào để mình có thể làm nổi bật của sản phẩm của mình lên. Ok, ví dụ trong trường hợp mình sẽ có một cái phần bố cục như này chẳng hạn. Chưa? Thì bạn lưu ý là mình sẽ để trên nền gradient thì nó đẹp hơn, bởi vì một số trường hợp bạn sẽ chọn cho mình cái đối tượng màu này là màu trắng. Yeah. Thì trong quá trình sử dụng cái đối tượng hòa màu trắng này, mình có thể kết hợp với hòa trộn là overlay, chọn vào phần transparency. Mình sẽ chọn vào phần hòa trộn overlay. Nhưng mà trong trường hợp overlay bạn thấy thì trong trường hợp màu này nó sẽ không được đẹp lắm và nó sẽ không hòa quyện vào nền. Chưa? Thì bạn có thể đặt hoàn toàn cái sản phẩm của mình vào đây. Thì để nó đẹp hơn nữa thì bạn có thể sử dụng cho mình cái nền là gradient, phím tắt là G. Chưa? Thì trong trường hợp này mình sử dụng một cái màu là chuyển từ một màu cam đậm sang màu vàng. Theo cái đối tượng là đường tròn radius. Chưa? Đấy, thì bạn có thể bỏ sản phẩm vào đây. Nhưng mà bạn thấy trong cái trường hợp cái đối tượng đường tròn của mình khá là thô. Chưa? Thì mình có thể loại bỏ đi những phần viền phía ngoài cho nó được mềm mại hơn trong quá trình mình sử dụng kết hợp với nền được không? Ok, thì mình sẽ sử dụng bằng cái phương pháp là kết hợp với mặt nạ transparency. Chưa? Mặt nạ thì mình sẽ có hai phương pháp bật lên. Thứ nhất là mình sẽ chọn vào công cụ transparency, chọn vào Windows, chọn vào phần transparency, Ctrl CF1. Yeah. Và cách thứ hai, cái phiên bản này nó sẽ cập nhật thêm cho bạn một số cái. Bạn tích vào đối tượng bất kỳ thì nó sẽ hiển thị cho bạn phần opacity phía trên. Yeah. Thì trong phần opacity thì bạn tích vào thì nó là cái bảng transparency. Yeah. Ngoài hòa trộn, ngoài opacity thì nó sẽ có thêm phần là mặt nạ đây. Bạn tích đúc vào. Yeah. Bỏ clip đi, vẽ một khung hình to hơn hoặc bằng cái đối tượng đấy. Chưa. Bước tiếp theo sử dụng gradient trong mặt nạ. Thì mặt nạ bạn cần lưu ý mình chỉ dùng đối tượng là đen trắng thôi. Màu đen đại diện cho mất hình, màu trắng hiển thị, còn màu ghi là dưa mất và còn. Giờ thì trong trường hợp gradient mình sẽ chọn màu đen trắng và theo cái đường là radius đường tròn. Chưa, bạn sẽ nối mình từ tâm ra. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái màu là từ B, thì trong trường hợp màu đen nguyên bản của nó sẽ không đúng trong quá trình mình xử lý. Cho nên bạn cần lưu ý là mình sẽ cài đặt lại màu đen cho mình một cái. Hiện tại mình đang sử dụng cái màu RGB. Nếu bạn đổi trực tiếp sang CMYK ấy, thì cái trường hợp này nó sẽ ok hơn. Nhưng mà trong trường hợp mình muốn là làm cái file thiết kế của mình để truyền thông thôi, tức là đăng lên Facebook, website hay là những đối tượng Zalo chẳng hạn. Nếu bạn đổi một màu trực tiếp như thế thì nó sẽ bị ảnh hưởng màu. Thì trong trường hợp này mình có thể là xử lý bằng cách là đổi cho mình cái màu đen này thành màu đen nguyên bản, tích đúc vào màu đen trong phần gradient. Chưa? Trở về màu color, bạn sẽ kéo hết toàn bộ tất cả hệ màu của mình về không thì nó sẽ xử lý toàn bộ tất cả đối tượng mặt thấy sẽ được mềm mại hơn trong quá trình mình xử lý. Và lưu ý khi mà sử dụng trong phần mặt nạ transparency rồi mình phải thoát lệnh bằng cách là tích đúc vào phần hình ở đây. Nếu mà trong trường hợp bạn không thoát lệnh thì mình sẽ toàn bộ tất cả những đối tượng khác mình không chọn được. Lưu ý mình sẽ thoát lệnh cái đối tượng này ra để mình có thể xử lý. Cái này bạn có thể để sản phẩm của mình lên, khai trương giảm giá gì đấy. Mình sẽ đưa những đối tượng hình ảnh tách nền ra để mình có thể xử lý toàn bộ tất cả những đối tượng. Phần tách.
Về xử lý phần đối tượng, về phần text, về nội dung chữ chạy chương trình quảng cáo hay chương trình giảm giá, bạn cần lưu ý. Thứ nhất là phần text của mình nó sẽ không được đặt sát việc. Giờ cái này mình là lưu ý trong cái bài trước bạn trong quá trình xử lý rồi. Cái trường hợp này nhìn rất khó chịu, bạn có thể để cho mình cái khoảng cách. Thứ nhất có rất nhiều, mình cần tạo ra những đối tượng bởi bố cục khung chẳng hạn. Ví dụ mình có nội dung đây, có thể là căn trái, căn phải, là căn giữa, tùy theo cái đối tượng nội dung của bạn. Chưa? Đấy, và thứ hai là phần nội dung của mình nó phải nổi lên trên phần nền. Còn xử lý những cái đối tượng ở phần trên nền phức tạp thì mình có thể xử lý sau những đối tượng này. Thì mình đã học qua hai cách tạo ra cái đối tượng về tia mặt trời rồi. Thì mình có thể xử lý một trong hai cái phương án này, thì hay nhất là mình có thể sử dụng cái phương án thứ hai. Và mình có thể tư duy thêm một cái phương án nữa, mình có thể sử dụng đối tượng là hình tròn. Đường tròn, chúng tắt L. Mình tạo cho mình cái đối tượng là đường tròn ở đây. Thì trong quá trình mình sử dụng cái đối tượng là hình cơ bản ấy, thì trong phần chóc của mình nó sẽ có tạo thành cái đường nét đứt bằng cách là tích vào phần deadline, tích vào phần chóc có phần deadline đây. Thì bạn thấy trong cái trường hợp này toàn bộ tất cả đối tượng của mình nó trở thành một cái đường nét đứt. Khi bạn tạo ra cái đường nét đứt rồi, hoàn toàn bạn có thể là kích thay đổi kích thước của chóc này lên, là bạn thấy trong cái trường hợp này bạn có thể thay đổi được. Ví dụ bạn thay đổi kích thước của chóc của mình có thể to lên, nhà để tạo ra đối tượng trên mặt trời. Và bạn muốn là tăng số tia hay là số cạnh, nó rất đơn giản bằng cách là bạn có thể thay đổi cái thông số deadline này. Thay đổi cái thông số deadline. Cái màn hình nó hơi nhỏ nha. Mình sẽ chọn đồ sốc và thay đổi cái thông số deadline này. Bạn có thể tăng giảm thì bạn thấy là số cái đường vòng của mình sẽ nhiều và ít, tùy thuộc vào đối tượng của mình muốn sử dụng như nào. Thì trường hợp này nó nhanh hơn trong quá trình mình xử lý cái đối tượng phần được cho. Được chưa? Nhưng mà cái này nếu bạn đưa cái đối tượng đường tròn của mình nó vào sát nhau giống như bên kia ấy, thì nó sẽ gặp một trường hợp lỗi, bạn thấy nó sẽ không được đẹp như giống như đây. Những cái đường tròn này bạn thấy nó sẽ cùng một đỉnh, nhưng mà trong trường hợp mình sử dụng đối tượng là chóc thì cái đối tượng này nhìn khá không được ổn lắm, bạn thấy những đối tượng này nó sẽ không trung đỉnh được. Thì trong cái trường hợp này mình xử lý đối tượng là nó cho nó chóc nó nhỏ lại thôi, để cho nó tầm này vừa, mình có thể đặt sản phẩm của mình lên che cái khuyết điểm này đi. Và đối tượng của mình đang mang hiệu ứng là chóc thì mình có thể tắt phần hiệu ứng đi. Các bạn còn nhớ là biến đối tượng mất hiệu ứng là bằng phương pháp nào nhỉ? Thì buổi hôm trước mình đã học qua cái phần này rồi. Loại bỏ hiệu ứng cho đối tượng. Ok. Chọn một phần object, chọn một phần flat transparency. Ok, tích vào đây mình sẽ chọn một phần alpha transparency và bỏ hiệu ứng đi, thì đối tượng của mình giống như một đối tượng thường. Thì hoàn toàn có thể thay đổi được bằng cách là sử dụng công cụ phím A, bạn có thể kéo ra này thay đổi được. Giống như một cái đối tượng thường. Nó sẽ không phải là chốc nữa, thì bạn trên thấy trên hệ thống màu của mình tích vào đối tượng thì nó không phải là màu chốc mà là màu fill. Giờ là cách này bỏ hiệu ứng, hôm trước mình đã qua phần này rồi. Và đương nhiên mình có thể xử lý tiếp bỏ vào phần nền và sử dụng kết hợp với phần transparency mặt nạ, tạo ra phần file thiết kế của bạn trong quá trình mình xử lý. Thì mình sẽ có 3 phương án tạo ra phần nền để kết hợp đối tượng. Ok, đấy là toàn bộ tất cả những cái gì mà liên quan đến phần nét. Thì hôm nay mình sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần hình. Làm việc với phần hình. Bạn đi vào, làm việc với phần hình. Phần hình này mình ứng dụng rất nhiều trên trong quá trình mình có thể thiết kế những cái đối tượng ở phần bố cục. Thì trong cái trường hợp sử dụng hình này, bạn thấy mình có rất nhiều công cụ. Thì mình có thể là bạn tích vào đối tượng này thì bảng của mình nó tự động mất đi. Thì trong trường hợp này có thể xử lý bằng cách là giữ chuột và kéo tích vào cái đối tượng mũi tên ở đây.
Đó, thì mình thì bạn có thể tích vào cái đối tượng mũi tên đây, thì toàn bộ tất cả công cụ trong cái bộ này nó đều được di chuyển ra ngoài màn hình, thì mình có thể dễ dàng trong quá trình mình sử dụng thôi. Đây là toàn bộ tất cả những cái đối tượng liên quan đến phần hình. Cho mọi người ghi vào nhá, hình. Phần hình này nó được áp dụng rất nhiều trong quá trình mình thiết kế đối tượng trên cái thực tế. Thì trong trường hợp này mình có rất nhiều đối tượng. Đầu tiên là hình chữ nhật, thứ hai là hình bo góc, thứ ba là hình elip, thứ tư là polygon, hình sao và làm đại diện ánh sáng. Giờ thì mình sẽ đi trực tiếp toàn bộ tất cả các đối tượng này chi tiết cho bạn trong quá trình mình có thể xử lý những cái phần file thiết kế. Ok, mình bắt đầu đầu tiên với công cụ là đối tượng hình chữ nhật, phím tắt của nó là M. Phím tắt là M. Tắt lại M. Thì cái công cụ phím M này sử dụng rất phổ biến. Ví dụ bạn muốn tạo cho mình một cái file thiết kế chẳng hạn. Bây giờ làm cái poster standee hay liên quan đến những cái đối tượng bản vẽ logo hình dạng cơ bản. Giờ thì bạn cần lưu ý cách sử dụng cái đối tượng hình như này. Bạn lưu ý cách vẽ đối tượng hình vuông. Cách vẽ đối tượng hình vuông. Cái đối tượng này nó giống như cái công cụ phím tắt U trong phần mềm Photoshop. Cách thứ nhất bạn tích thẳng được chọn vào công cụ phím tắt M và tích thẳng vào màn hình thì nó sẽ hiển thị cho một cái bảng. Ví dụ bạn muốn thiết kế cho mình một cái đối tượng là card visit hay là phong bì thư chẳng hạn. Card visit kích thước của nó là 9 nhân cho 5 hoặc là 5.5. Bạn đánh trực tiếp cái thông số kích thước vào đây và ok thì nó sẽ tạo ra cho bạn một cái phiên bản. Đây. Bởi vì bạn sẽ liên quan đến phần in ấn đưa ra những cái phần file thiết kế trực tiếp trên cái khuôn khổ. Ví dụ bạn là tạo ra những cái đối tượng là in backdrop chẳng hạn. Về in backdrop thì bạn cần lưu ý vì phần mềm Illustrator của mình nó sẽ làm việc trên cái đối tượng là vector rất là nhiều. Cho nên trong quá trình mình có thể in ấn những cái khổ giấy thực tế, ví dụ backdrop standing thì mình sẽ làm tỷ lệ của nó là 1 phần 10. Tỷ lệ thiết kế của mình trong phần mềm Illustrator là 1 phần 10. Hạn như standee kích thước của nó là 60m6 hoặc là 80m8 chẳng hạn, thì mình chỉ làm kích thước của nó là 8 nhân cho 18 thôi hoặc là 6 nhân 16 cm. Đây kích thước cùng của đối tượng là card visit 9 nhân cho 5,5. Thì đối tượng của mình sẽ có mặt trước và mặt sau trong quá trình xử lý. Được chưa? Và cách thứ hai, bạn chọn vào công cụ phím tắt M và vẽ qua. Thì vẽ như này thì bạn thấy là cái thông số của mình nó sẽ không hiển thị trên màn hình, rất khó xác định. Thì mình sẽ xác định bằng cách nào? Ok, cách thứ hai bạn vẽ một cái khối hình ra. Khi mà vẽ khối hình thì bạn thấy kích thước của mình nó sẽ không biết chiều ngang bao nhiêu, chỉ dọc bao nhiêu. Thì mình sẽ chọn vào phần transform trên cái thanh menu của mình. Tích vào phần transform. Transform là phần form dáng của đối tượng. Hoặc là mình đã học qua phần là cắt dao rồi, thì trong phần Shift F7, ngoài cái đối tượng là căn chỉnh cắt dao thì mình sẽ có thêm cái phần là phần transform đây. Form dáng của đối tượng. Shift F7 chọn phần transform. Đây nó sẽ review toàn bộ tất cả những thông số của đối tượng đấy trên màn hình. Ví dụ đối tượng của mình khi mà tích vào đây, bạn thấy này, chọn vào đối tượng đầu tiên chẳng hạn, thì cái đối tượng đầu tiên mình đã đánh kích thước thông số của nó quy chuẩn rồi, thì bạn thấy trên màn hình của mình đây là 9 nhân cho 5,5, width và height, chiều ngang và chiều cao. Và ngược lại cái đối tượng mình tạo từ do thì nó sẽ hiển thị toàn bộ tất cả thông số ở đây, thì bạn có thể thay đổi cái thông số của mình được. Thì khi bạn thay đổi thông số thì nó sẽ có hai phương án. Thứ nhất là thay đổi theo tỷ lệ đồng dạng.
Và thứ hai là thay đổi tỷ lệ theo đối tượng là tự do. Yeah. Thì trên cái phần kích thước chiều ngang và chiều dọc đây mình sẽ có phần là móc khóa xích. Yeah. Nếu bạn tích vào cái công cụ móc khóa xích này, bạn thay đổi một thông số, ví dụ như nó là 5 chẳng hạn, thì thông số còn lại nó thay đổi theo phần tỷ lệ. Và ngược lại, bạn bỏ cái móc khóa xích này đi, bạn muốn đánh số tự do, ví dụ như 9 nhân cho 5. Yeah. Đấy, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng, bạn có thể tạo ra những cái đối tượng theo tỷ lệ đồng dạng, và cái thứ hai có thể tạo ra hình tự do trong quá trình mình xử lý về phái thiết kế. Yeah. Thì phần mềm Illustrator thì nó sẽ làm việc với phần vector khá là nhiều, nhưng một số trường hợp mình sẽ liên quan đến phần ảnh nữa. Thì bạn cần lưu ý khi mà mình làm việc với đối tượng phái thiết kế có phần ảnh liên quan đến phần in ấn nữa, bạn cần lưu ý mình sẽ để tỷ lệ của nó là 1/2 thôi, không để tỷ lệ 1/10 nhá. Nếu bạn để tỷ lệ 1/10 trong quá trình mình thiết kế những đối tượng khổ giấy lớn, chẳng hạn như standee hay là backdrop. Backdrop thì trong phần mềm Illustrator mình chỉ dùng cái để làm việc cho cái khổ giấy là 10m trở xuống thôi. Yeah. Còn cái phần mềm Corel sau thì nó có thể là in khổ giấy lớn hơn, thì mình có thể là đưa đến những cái đối tượng bài sau. Yeah. Thì tính năng của phần transform này có gì đặc biệt? Thứ nhất thì nó sẽ review toàn bộ tất cả thông số của đối tượng chiều ngang và chiều dọc. Yeah. Và trong phần transform này rất hay, bạn là dùng phiên bản CC trở lên thì nó sẽ có tính năng thêm kích thước. Yeah. Ship cộng, ví dụ trong trường hợp mình muốn là in ấn các visit, nó sẽ thêm một cái phần đó là bù trừ xén. Yeah. Để trong cái trường hợp ví mình in cái số lượng lớn thì nó có thể cắt xén vào thông tin của mình có thể là thêm phần ngoài cho nó trong quá trình mình cắt. Ví dụ bù trừ xén của nó là 0,3cm thôi, 0,2. Yeah. Và Enter thì trong trường hợp bạn thấy là nó sẽ tự động cộng cho mình thêm 0,2cm. Và cũng tương tự phía dưới cũng thế, cộng 0,2. Yeah, thì tự động đối tượng của mình sẽ cộng thêm phần kích thước các bạn. Thì cái phiên bản CS6 thì nó sẽ không có tính năng này. Yeah. Và tiếp theo nó sẽ có tính năng là xoay góc. Xoay góc. Yeah. Thứ ba nó sẽ có tính năng là shear, tức là đối tượng của mình sẽ theo chiều nghiêng. Nhưng cái này mình sẽ dễ sử dụng hơn, bởi trong quá trình mình có thể là kết hợp công cụ phím tắt A mình đã sử dụng qua cái đối tượng bài thứ hai rồi. Giờ công cụ phím tắt A bạn quét qua hai điểm này, bạn cần là chia đối tượng mình đi trong quá trình mình xử lý về hình. Được chưa? Thì trong cái bảng transform thì mình hầu như chỉ xem cái phần kích thước của mình đã đúng cái chuẩn chưa. Và cái thứ hai nữa, ví dụ trong trường một cái file thiết kế của bạn nó sẽ có hai dạng. Thứ nhất mình làm card visit. Giờ có mặt trước và mặt sau. Và cái thứ hai là mình làm bộ truyền thông, ví dụ làm cái phái là banner quảng cáo Facebook. Giờ banner quảng cáo Facebook của mình là kích thước của nó là 900 x 603. Ok, mình thử xem sao nhá. Ok, tích vào màn hình thì bạn thấy trong cái trường hợp này nó đang sử dụng kích thước của mình là cm, nhưng mà phần mình muốn thiết kế của nó là 900 x 603 pixel cơ, thì mình sẽ làm như nào? Ok, bạn ghi vào là cách đổi kích thước nhanh nhất trong cái file thiết kế. Đổi kích thước nhanh nhất. Chờ. Cách thứ nhất là trở về công cụ phím tắt V. Thì khi mà trở về công cụ phím tắt V, bạn thấy trên cái thanh thuộc tính menu của mình sẽ có phần là Document Setup. Tích vào công cụ Document Setup. Yeah. Thì trong phần này nó sẽ hiển thị toàn bộ tất cả thông tin liên quan đến khổ giấy của bạn. Cái tích vào đây thì nó hiển thị một cho bạn một cái bảng. Được chưa? Giống như bạn cài đặt khổ giấy ban đầu. Thì trong trường mình thấy này, ở phần bleed bù trừ xén này. Được chưa? Và phần thứ hai bạn sẽ chú ý cho mình đến phần là phần unit. Được chưa? Thông số kích thước của khổ giấy. Được chưa? Ok, mình muốn là sử dụng cái phần thêm một cái file thiết kế, ví dụ quảng cáo Facebook, mình sẽ chọn về phần pixel. Ok, thì tự động cái đối tượng của mình sẽ trở thành pixel. Cái thử xem nha. Được chưa? Thì tự động đối tượng của mình sẽ trở thành pixel và sẽ đánh kích thước vào đây, 900 nhân cho 603. Yeah, đây là quảng cáo đối tượng Facebook của mình.
Và cách thứ hai nó đơn giản hơn trong quá trình mình xử lý. Bạn ấn phím tắt Ctrl R để bật thanh thước của mình lên. Ctrl R để tắt bật thanh thước. Chưa? Thì trong phần thanh thước này nó cũng hiển thị phần kích thước cho bạn. Bạn chuột phải vào phần thanh thước đấy. Chuột phải vào thước thì nó hiển thị toàn bộ tất cả thông số về kích thước này. Chuột phải nhá. Chưa? Nó sẽ có hai thước giống cho bạn, thước ngang và thước dọc. Và bạn sẽ chọn vào, ví dụ bạn muốn thiết kế lại cái card visit của mình phía trên thì mình phải lưu ý là mình sẽ đổi lại thông số cho nó là cm hoặc là mm. Chuột phải vào thước, chọn vào phần mm. Chưa? Thì trên thanh transform bạn thấy nó tự động đổi thành thằng mm các bạn. Bởi vì cái phần mềm Illust nó rất có điều đặc biệt là mình có thể thiết kế nhiều cái phiên bản làm việc của mình trên một cái file thiết kế. Ok, thì trong cái trường hợp ngoài cái đối tượng trong phần transform CF7 nó sẽ có phần là cộng thêm phần kích thước là bù trừ xén, thì mình sẽ có phương án thứ hai. Bạn ghi vào là cách phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Cách phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Chọn vào đối tượng, chọn vào object, chọn vào phần path và chọn vào phần offset path. Offset path phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Đối với hình vuông hay là hình tròn mình rất đơn giản, đúng không? Nhưng mà đối với những hình phức tạp hơn thì mình phải dùng phương án này, mình có thể xử lý như đối tượng. Offset path phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Ok, tích vào đây thì nó hiển thị cho bạn cái bảng. Bạn có thể bật review lên xem trước cái đối tượng màn hình trên đối tượng này. Thì thuộc tính sử dụng offset path này mình sẽ sử dụng nào? Thì trên cái thanh thuộc tính offset path phóng to thu nhỏ này mình lưu ý cái thông số là offset. Được chưa? Ví dụ bạn muốn là bù trừ xén của mình là 0.3mm chẳng hạn thì bạn sẽ đánh thông số của mình vào. Được chưa? Thì đối tượng hình của mình sẽ to hơn 0.3mm chẳng hạn. Các bạn có thể đánh thông số ngoài vào đây. Giờ thì nữa mình sẽ áp dụng cái phương án này mình sẽ làm những cái đối tượng của cái thiết kế. Cái thứ hai mình có thể là thu nhỏ đối tượng đồng dạng bằng cách là phần offset path của mình sẽ là dạng âm. Yeah, số âm là thu nhỏ, còn số dương của mình là phóng to. Yeah, ok thì nó sẽ tạo ra cho bạn cái phiên bản mới. Yeah, hai đối tượng này, hai đối tượng là riêng biệt. Bạn muốn gộp chúng nó lại thì bạn có lưu ý. Thứ nhất là bạn sẽ chọn hai hình. Mình sẽ học qua phần là cắt ra rồi. CF7 trong phần Pathfinder mình có gộp hai đối tượng lại với nhau. Được chưa? Hoặc trong cái trường hợp sử dụng offset path thì mình không cần. Mình có thể loại bỏ cái đối tượng hình phía trong đi cũng được nếu mình không muốn xử lý. Được chưa? Nó tạo ra các bạn cái phiên bản này. Được chưa? Đến cách phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng. Và trở lại với phần nét của mình một tí thì trong quá trình mình sử dụng cái đối tượng là đường chia đối tượng thành nhiều phần rồi. Chia những cái đối tượng này. Thì ngoài cái phương pháp chia đối tượng bằng công cụ là dạng nét thì mình sẽ có phương án thứ hai nữa. Mình có xử lý tính năng là chia đối tượng hình vuông thành nhiều hình bằng nhau. Bạn ghi vào. Cách chia đối tượng hình vuông thành nhiều hình bằng nhau. Bước đầu tiên mình tạo cho đối tượng là hình vuông, hình chữ nhật. Bước thứ hai chọn vào phần object, chọn vào phần path, chọn vào phần split into guide, chia đối tượng thành nhiều phần bằng nhau.
Thì cái này mình có thể áp dụng bằng những cái đối tượng, ví dụ chia khổ A4 của mình thành 3 phần để mình làm tờ rơi. Như hay là bạn làm liên quan đến phần website chẳng hạn, mình sẽ chia đối tượng phần khung khổ giấy của mình thành 12 phần bằng nhau. 4 phần trên mobile, 8 phần trên iPad và 12 phần trên PC hay là laptop của bạn. Hay một số ứng dụng bạn có thể là tạo ra những pha thiết kế. Ok, bạn chọn được phần Sleeping Yoga thì nó sẽ hiển thị bạn 17. Bạn bật preview lên. Thì mình sẽ có hai phần, là phần cột và phần hàng. Bạn tăng lên, bạn thấy số lượng của mình sẽ thay đổi. Ví dụ bạn muốn là xem xét cái phần file thiết kế của bạn nó chạy quảng cáo nó ok không thì mình sẽ chia thành 5 phần. Ok, phần cột cũng chia thành 5 phần. Và mình sẽ xem xét cái đối tượng nó có nằm trong khuôn khổ 5 ô không. Và cái thứ hai là mình có thể ứng dụng bằng cách là chia đối tượng của mình thành khổ giấy. Ví dụ mình sẽ chia cho nó một cái thành khổ giấy là cấp 3. Mình làm tờ rơi có 3 mặt, mặt thứ nhất, mặt thứ hai và mặt thứ ba. Và tiếp theo trong quá trình mình có thể sử dụng liên quan đến phần thiết kế website thì mình sẽ chia đối tượng của mình thành 12 cột. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Và trong 12 cột này bạn cần lưu ý là mình sẽ có khoảng cách, là có phần guider khoảng cách giữa các cột. Người tăng số lượng lên thì nó sẽ tạo ra cho bạn những đối tượng có khoảng cách ở đây. 4 cột trên mobile, 8 trên iPad và 12 cột trên PC. Thì trong trường hợp này mình có thể áp dụng rất là nhiều trong quá trình mình xử lý về thiết kế. Khi mà ok thì toàn bộ tất cả đối tượng là đối tượng rời, cho nên là mình sẽ group lại bằng cách là quét qua toàn bộ Ctrl G. Ctrl G. Vì trong trường hợp bạn có thể là thiết kế những cái đối tượng phần bố cục, chẳng hạn là phần chữ của mình hay là đối tượng phần hình ảnh, bố cục tỷ lệ 1/3. Mình sẽ chia thành 12 phần hay chia đối tượng của mình thành 5 phần bằng nhau để xem có quá trình sử dụng tích nó hợp lý không. Thì trong quá trình mình kiểm tra tích thì mình cũng phải kết hợp với cả cái đường link trong quá trình mình sử dụng tích overlay tool ấy, thì mình đã xử lý phần này trước về phần tích rồi. Rồi bạn có thể kết hợp cái phần đấy để xem mình đối tượng của mình nó chạy quảng cáo ok không. Được chưa? Thì ngoài những cái trường hợp để tạo ra cái đối tượng hình thì mình có thể kết hợp bằng cách là tạo trang trí đối tượng bằng hình vuông. Chưa? Bạn ghi vào là cách trang trí đối tượng bằng hình vuông. Để bạn có thể áp dụng cho mình làm những cái đối tượng là bố cục. Ok, đầu tiên mình sẽ có một cái tấm ảnh. Chọn vào file, chọn vào phần plate. Chứ không biết mọi người đã copy toàn bộ tất cả những cái tư liệu về hình ảnh này vào chưa nhỉ? Thư viện ảnh. Trong phần tư liệu mình sẽ có phần thư viện ảnh ở đây. Thì mình có thể chọn một cái chủ đề nào đấy để mình sẽ tạo ra cái phần bố cục. Ví dụ mình chọn phần chẳng hạn như nhảy múa chẳng hạn. Trong đời mình có một cái đối tượng hình ảnh như này. Thì trong cái trường hợp bố cục này bạn lưu ý là phần text của mình nếu mà nhiều ấy thì nó sẽ không đặt được vào đâu cả. Giờ nó bị chèn vào hình. Chẳng hạn như để đây, có thể nó chưa hợp lý thì mình sẽ dùng cái bằng phương án nào để mình có thể xử lý. Ok. Thì hôm trước mình đã học qua cái phần là mặt nạ rồi, mình sẽ kết hợp thêm cái phần hình. Chẳng hạn bạn muốn làm nổi bật phần hình ảnh của mình nào lên chẳng hạn. Ok, mình tạo ra cái đối tượng hình vuông đây chẳng hạn. Chọn cho mình cái đối tượng là màu trắng. Giữ phím An, giữ Shift kéo sang đây, copy đối tượng thứ hai. Tạo ra hai đối tượng. Cái đối tượng thứ hai mình sẽ tạo cho nó thêm phần sắc độ là giảm opacity xuống là 80%. Và giữ phím An, giữ thêm Shift, copy đối tượng sang đây. Cho mình tạo ra đối tượng. Giữ An, mình copy thêm cái đối tượng thứ ba, tạo thêm phần sắc độ đậm, trung gian và sáng. Chưa? 60%.
và tiếp tục 40%. Chưa, copy sang đây và cái phiên bản Elite của mình có một cái lặp lại lệnh. Bạn còn nhớ cách lặp lại lệnh là cái gì nhỉ? Copy Ctrl D đúng không? Ok, Ctrl D lặp lại lệnh, bạn thấy. Chưa. Và tương tự mình sẽ có đối tượng tiếp theo 20%. Giữ phím A kéo sang đây và Ctrl D lặp lại lệnh. Chưa. Thì nó sẽ bạn thấy trong thường là nó sẽ có sắc độ là sáng, trung gian và tối. Nhưng mà để kết hợp cái công cụ đối tượng của mình trở kết hợp với cả đối tượng bố cục thì mình có thể đưa nó vào mặt nạ được không? Ok, quét qua toàn bộ tất cả đối tượng, giữ shift loại bỏ hình đi. Chưa, mình chỉ lấy những đối tượng mình vừa tạo ra thôi. Ok, Ctrl X. Chọn vào đối tượng hình ảnh. Chọn vào phần transparency, tích đúc vào mặt nạ. Chưa, bỏ clip đi để nhìn thấy và Ctrl Shift V. Dán đối tượng là vị trí cũ. Ctrl Shift V dán đối tượng. Bởi vì đối tượng của mình trong phần mặt nạ, bạn cần lưu ý màu trắng là hiển thị, còn màu đen là mất hình. Nhưng mà đối tượng của mình đang sử dụng màu trắng thì bạn có thể là invert mask đảo ngược được không? Chưa? Hay là bỏ clip đi để nhìn thấy những đối tượng đấy. À, bỏ invert mask này. Chưa? Thì đối tượng mình sẽ hiển thị theo phần sắc độ trong quá trình mình có thể xử lý đối tượng. Yeah. Thì trong trường mà thấy đối tượng nó chỉ hiển thị phần này thôi, còn bạn muốn là hiển thị thêm mình có thể chọn vào phần màu đen chẳng hạn. Yeah. Thì tí nữa mình sẽ thay đổi sau. Ctrl G group toàn bộ tất cả đối tượng lại. Yeah. Invert mask thì bạn thấy trong quá trình mình xử lý về clip. Yeah. Thì ngoài cái đối tượng này mình có thể copy thêm đối tượng thứ hai, giữ phím Alt kéo sang bên trái. Yeah. Thì trong trường hợp này mình có thể xoay. Còn trường hợp thứ hai mình có thể kết hợp thêm cái công cụ phím tắt ô lật hình. Bạn ghi vào phím tắt ô lật hình nhanh. Ô nhá, không phải là không nhá. Phím tắt ô lật hình. Công cụ phím tắt ô lật hình. Bạn muốn lật hình bạn từ trái qua phải thì bạn có thể lưu ý mình giữ thêm phím shift nó đi theo đường vuông góc. Chưa? Giữ shift kéo từ trái qua phải, giữ shift kéo từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên. Để tạo ra cái phiên bản đối tượng. Yeah. Ok, chọn vào phần clip, chọn vào phần đây. Bởi vì cái đối tượng của mình đang sử dụng màu đen, nó không phải là nguyên bản, nó có thể thay đổi đối tượng màu mình lại. Cách là chọn được màu đen, kéo xuống. Chờ thì nó sẽ hiển thị rõ hơn trong quá trình mình xử lý. Chọn vào phần Invert Mask. Đây là đối tượng của phần bố cục. Yeah. Có thể nhấn điểm nhấn nhá của mình ở chỗ nào thì mình có thể cho phần hiển thị của mình rõ rõ hơn trong quá trình xử lý những đối tượng này. Ok. À, ví dụ bạn muốn là ở đây có thể cho nhỏ hơn không? Giữ Shift. Chờ để đây chẳng hạn. Yeah. Hoặc có thể xoay nó lại. Ctrl C, Ctrl F, copy đối tượng lên trên, kết hợp công cụ phím tắt ô giữ shift kéo từ dưới lên trên. Yeah, tạo ra cái đối tượng như này. Yeah. Okay, copy đối tượng sang đây một tí được không? Tạo ra đối tượng. Phím ô là từ trái qua phải. Tạo ra đối tượng. Và lưu ý khi mà sử dụng sau những cái đối tượng của phần mặt nạ, bạn cần lưu ý mình phải thoát lệnh bằng cách là tích vào đối tượng phần hình trong bảng transparency. Yeah. Và mình có thể tạo cho nó thêm một cái khung cái đối tượng nằm phía dưới và đương nhiên bạn có thể đặt phần text của mình lên đây. Yeah. Thì phần bố cục của mình trong quá trình mình xử lý những đối tượng này nó sẽ có theo phần sắc độ cho bạn trong quá trình mình có thể xử lý. Được chưa? Thì ngoài cái trường hợp những cái đối tượng này mình có thể kết hợp thêm một số hình ảnh khác chẳng hạn Ctrl Shift P. Chọn vào thư viện này. Cho mình chọn vào phần nước hoa hay đồng hồ. Ok, trong phần đồng hồ này mình sẽ có một cái đối tượng là hình ảnh đây.
Thì mình đã mất công tạo ra cái đối tượng có sắc độ trước rồi, mình có thể copy lại bằng cách là chọn vào phần mặt nạ của đối tượng hình ảnh đấy, chưa? Và có thể là Ctrl C copy, phát lệnh sang đây mình Ctrl V thì mình sẽ lấy được đối tượng ra ngoài nhanh nhất, mình sẽ không mất công để tạo ra cái đối tượng này nữa. Cũng tương tự, Ctrl dưới phím A kéo sang đây, phím ô là thế. Các bạn có thể xử lý trực tiếp cái đối tượng của mình trong phần mặt nạ. Ctrl X chọn vào hình ảnh, tích đúc vào phần mặt nạ. Ctrl Shift V đối tượng của mình đây. Bỏ clip đi để bạn nhìn được đối tượng. Thì bạn cần lưu ý là mình muốn đối tượng ở rõ phần nào thì mình sẽ phóng to đối tượng ở đây. Có thể là giữ phím Alt kéo lên trên và kết hợp công cụ phím O, giữ Shift kéo từ trên xuống dưới. Chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4 và Ctrl G group lại. Bạn hãy copy ra cho mình cái nhiều phiên bản bạn muốn review sản phẩm, ví dụ bạn sẽ bỏ ở đây như in vân mác, chọn vào đây. Tạo cho mình những đối tượng về phần bố cục như này. Và thoát lệnh. Và thêm cho mình cái phần nền phía dưới trong quá trình mình xử lý những đối tượng về phần bố cục. Thì trong cái trường hợp này bạn muốn làm mặt nạ thì mình sử dụng nền màu tối thôi, còn nền màu sáng thì nó sẽ không được đẹp lắm cho cái trình xử lý đối tượng, mà thấy chưa, thì hầu như mình sẽ sử dụng nền màu đen thì nó sẽ kết hợp với cả phần đối tượng hình ảnh. Bạn có thể bỏ phần nội dung của mình ở đây, logo, Ctrl Shift P chọn cái đối tượng logo chẳng hạn. Theo đối tượng logo thì bạn thấy nó đang là màu đen thì nó sẽ không được nổi lên trên phần nền. Thì trong trường này mình đã có xử lý qua phần này rồi. Thì có hai cách xử lý. Cách thứ nhất là mình đưa đối tượng vào trong mặt nạ. Cách thứ hai là mình biến trực tiếp cái đối tượng logo này trở thành một đối tượng là vector. Thì mình có thể sử dụng hai phương án. Cách thứ nhất là biến thành vector trở thành nhanh nhất bằng cách là chọn một phần image. Chọn được phần expand thì đối tượng của mình sẽ trở thành logo rồi. Và cái logo thì mình sẽ loại bỏ những phần màu trắng. Thì màu trắng thì mình sẽ loại bỏ bằng cách là có thể là chuột phải cho phần ungroup. Phần ungroup thì bạn thấy những đối tượng là đối tượng là rời nhau. Nhưng mà bạn thấy đối tượng của mình có rất là nhiều mảng màu trắng thì mình chọn như này nó rất là lâu, thì mình sẽ kết hợp với công cụ là mang cái control tích vào màu trắng và xóa trực tiếp đi bằng cách là delete trực tiếp trên bàn phím, thì nó sẽ tự động chọn hết những đối tượng màu liên quan. Và đương nhiên mình sẽ đổi cái đối tượng này thành màu màu trắng chẳng hạn. Ctrl G group lại đối tượng. Lưu ý toàn bộ tất cả nội dung thông tin chính của mình nó phải nổi lên trên phần nền. Và cách thứ hai, cái đối tượng logo của mình đang là màu đen thì mình có thể kết hợp bằng cách là kết hợp đối tượng sử dụng mặt nạ không? Ok, phím tắt M. Cho nó xuống dưới. Chọn vào đối tượng logo, Ctrl X. Chọn vào đối tượng hình. Tích đúc vào phần mặt nạ. Bỏ clip đi để nhìn thấy đối tượng. Ctrl Shift V để dán đối tượng là vị trí cũ. Bởi vì đối tượng logo của mình đang là màu đen cho nên là trong mặt nạ nó sẽ mất hình, thì mình có thể đảo ngược được không? Cái chọn phần Invert Mask, chọn được phần clip thì nó hiển thị cho bạn. Giờ thoát lệnh. Rồi nhiên phần thoát lệnh này hoàn toàn vẫn có thể thay đổi được màu. Giờ tùy thuộc vào nội dung của bạn trong quá trình mình xử lý đối tượng. Nhờ cái này mình đã nói kỹ trong quá trình mình sử dụng cái đối tượng về mặt nạ rồi. Đấy, có hai cách sử dụng mình có thể đổi màu. Cái này nó chỉ áp dụng cho cái trường hợp là logo của mình màu trắng hoặc là màu đen thôi nhá. Và tiếp theo bạn cần lưu ý cái đối tượng của mình, ví dụ như đang quảng cáo về đồng hồ hoặc là thời trang thì sao? Nếu mà đối tượng của mình đang quảng cáo cho nội dung thời trang thì bạn thấy những cái đối tượng bố cục của mình hình vuông nó đang hơi bị cứng. Đúng không? Thì tùy thuộc vào cái nội dung bạn muốn truyền tải thì mình sẽ chọn cái phần bố cục nó hợp lý. Thì bạn có thể bo góc toàn bộ tất cả đối tượng hình vuông này được không? Được chưa? Thì hôm trước mình đã học qua cái công cụ phím tắt A rồi đúng không? Phím tắt A là có thể là chọn đối tượng là bo góc chẳng hạn.
Phím tắt A là bao góc. Được chưa? Ok, chọn vào công cụ phím tắt A và thấy nó sẽ đối tượng hình vuông của mình sẽ có những đối tượng điểm chốt và bạn sẽ kéo vào nó sẽ trở thành một đường tròn. Nhưng mà trong cái trường hợp bạn thấy này, chọn vào đối tượng, chọn vào mặt nạ. Chọn toàn bộ tất cả đối tượng hình vuông này thì nó sẽ không có cái điểm chốt bao góc nữa. Nó chỉ làm việc được hình vuông, nó sẽ có giới hạn số lượng thôi. Ví dụ từ hình như là 10 hình trở xuống. Còn nhiều như này nó sẽ không xử lý được hết toàn bộ tất cả các hình. Thì mình sẽ làm xử lý nào. Ok, bạn ghi vào là cách bo góc toàn bộ tất cả đối tượng hình vuông. Cách bo góc hình vuông. Chọn đối tượng bạn muốn bo góc. Chọn vào phần Effect. Chọn vào phần Style và chọn vào phần Round Color. Bo góc đối tượng. Yeah. Thì bạn có bao nhiêu hình thì nó sẽ xử lý toàn bộ tất cả những đối tượng đấy. Yeah. Ok, bạn tích vào biểu tượng này thì nó hiển thị bạn cái bảng. Bạn bật preview lên. Yeah. Thì trong phần radius bạn có thể tăng số lượng lên thì đối tượng của mình sẽ dần dần trở thành đường tròn và có thể để bó góc vừa thôi chẳng hạn. Yeah. Thì bạn thấy toàn bộ tất cả thuộc tính một ô vuông bạn chọn nó sẽ trở thành đối tượng là bó góc. Yeah. Và bó góc đối tượng của mình sẽ cao nhất thì nó sẽ trở thành một đường tròn như này, tạo ra phần bố cục. Yeah. Nhưng bạn cần lưu ý toàn bộ tất cả những phần thông tin nội dung chính của mình nó phải nổi lên trên phần nền. Tức là như phần da mặt của mình nó phải review toàn bộ tất cả thông tin. Yeah. Ok, thì mình có kết hợp ví dụ đường tròn quét qua phần này được không? Chưa. Nhưng mà bạn thấy nó sẽ review ok rồi nhưng mà nó hơi bị cứng. Thì mình có thể kết hợp với cả chọn một phần effect, chọn phần blur, chọn phần Gaussian blur làm mềm đối tượng. Yeah. Tăng radius lên thì đối tượng phần viền của mình sẽ được mềm. Ok, và xử lý toàn bộ tất cả đối tượng liên quan đến phần hình ảnh chính của mình. Giờ tạo ra cái đối tượng bố cục mới lạ. Giờ thì trong quá trình mình sử dụng cái đối tượng hình chữ nhật này phổ biến rất là nhiều trong quá trình mình sử dụng bố cục. Ok, phần tiếp theo mình cần là kết hợp đối tượng là hình vuông với cả chia đối tượng thành nhiều phần bằng nhau, offset path hay là slip into guide. Yeah. Ok, Ctrl Shift P chọn cái đối tượng hình ảnh, chọn vào thư viện ảnh, chọn cái chủ đề nào nó nhẹ nhàng hơn, ví dụ như trang sức chẳng hạn. Yeah. Cho mình trước này mình sẽ chọn một cái đối tượng hình ảnh ở đây. Okay, hay là chọn vào phần mỹ phẩm đi. Đấy chưa, trong phần mỹ phẩm mình có một cái đối tượng hình ảnh như này. Yeah. Thì về nguyên tắc sử dụng cái đối tượng bố cục thì mình sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là bố cục có khung và dạng thứ hai là bố cục không có khung, bố cục tự do. Thì bố cục tự do là mình đang học qua cái phần mặt nạ rồi. Yeah. Ok, đây là đối tượng phần nền, phần đối tượng hình ảnh của mình. Và phần tiếp theo mình sẽ có một cái đối tượng là phần nền. Yeah. Chẳng hạn như cái đối tượng phần nền của mình, khách hàng muốn thiết kế view liên quan đến phần thời trang mỹ phẩm, mình có thể sử dụng gradient hay là những đối tượng phần nền nó mềm mại, chẳng hạn mình sử dụng màu cam. Yeah. Nhưng mà để như hình ảnh như này, bạn thấy đối tượng của mình nó rất là cứng và bị thô, thì mình sẽ có hai cách xử lý. Cách thứ nhất là đối tượng của mình sẽ là êm vào nền, sử dụng kết hợp mặt nạ. Và cách thứ hai có thể tạo cho nó những cái đối tượng bố cục lạ hơn không? Ok. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp với công cụ phím tắt M hình vuông đây. Yeah.
Ok, tạo cho nó một cái đối tượng hình vuông. Kết hợp với công cụ chia đối tượng thành nhiều phần bằng nhau, chọn phần Object, chọn phần Path, chọn phần Slip into Guide, chia đối tượng hình vuông thành nhiều phần bằng nhau. Bật Preview lên bạn xem, cho nó công mình sẽ trong số lượng của mình là chẳng hạn như 6 ô, và cột của mình cũng có là 6 ô. Chưa? Trong 6 ô này mình có thể cho nó một khoảng cách là phần Guider, bạn tăng số lượng lên thì nó tạo ra khoảng cách cho bạn trong quá trình mình xử lý. Ok, Ctrl G, toàn bộ tất cả đối tượng mình vừa tạo ra. Chưa? Và cái này mình có thể đưa trực tiếp nó thành vào trong mặt nạ không? Vào trong mặt nạ bạn cần lưu ý nó chỉ sử dụng màu đen và màu trắng thôi. Chưa? Ctrl X, chọn vào hình ảnh, tích đúc vào phần mặt nạ trong phần transparency. Ctrl Shift V. Yeah. Thì cái này mình có thể xoay góc không? Ok, giữ Shift xoay cho nó là 45 độ. Yeah. Và tiếp theo mình có thể loại bỏ những cái đối tượng thừa đi. Ok, Ctrl Shift G loại bỏ group ra. Ví dụ cái này mình không cần nữa thì sao? Bỏ đi. Chưa? Cái này có thể giảm opacity xuống không? Ví dụ như để cho nó 50%. Hay là bó góc không? Chưa? Một đối tượng bó góc thì nó rất đơn giản. Bạn có thể sử dụng công cụ phím tắt A và tích vào điểm này và bó góc thôi. Chưa? Tích vào đây, tích vào điểm này. Chưa? Và tương tự toàn bộ tất cả đối tượng khác bạn muốn bó góc cần là xử lý về hòa trộn. Yeah, tạo cho mình những đối tượng về phần như này. Bạn lưu ý. Chà. Và đương nhiên toàn bộ tất cả thông tin này nó phải rõ, với khuôn mặt của mình nó không bị cắt như này, bạn có thể xử lý nhanh bằng cách là bởi vì nó hình vuông rất là xử lý đơn giản. Giữ Shift phóng to đối tượng hình vuông này lên. Phần mặt của mình sẽ hiển thị. Chưa, và thoát lệnh tạo ra cái đối tượng phần bố cục này. Bạn lưu ý khi mà sử dụng cái đối tượng về phần bố cục thì phần nhân vật của mình nó phải có điểm nhìn. Thì hiện tại đối tượng nhân vật của mình đang bị nhìn ra ngoài phần bố cục cho nên nó sẽ không có điểm nhấn vào trong. Ok, mình sẽ thay đổi cái đối tượng này một tí bằng cách là sử dụng công cụ phím tắt là ô là thì giữ shift kéo từ trái qua phải. Chà. Chẳng hạn bạn sẽ bỏ nội dung text logo của mình phía bên này trong quá trình mình xử lý phần bố cục. Yeah. Đây, và tiếp theo trong quá trình mình có thể xử lý kết hợp đối tượng là hình vuông, kết hợp một số hiệu ứng trong phần effect. Yeah. Ok, Ctrl O mở lại cái phiên bản hôm trước mình đã chia sẻ cho bạn rồi. Chọn vào tư liệu, chọn vào phần Illust. Thì mình hôm trước mình đã chia sẻ cho bạn một số đối tượng liên quan đến phần text và đối tượng liên quan đến phần bố cục. Được chưa? Thì hôm trước mình đã xem qua một số bài bản đồ ở trên nhóm lớp ấy, thì có một số cái ok nhưng một số cái mình chưa học đến nhưng mà cũng vẽ là khá tốt rồi. Được chưa? Thì một số bố cục mình đã xử lý qua những cái đối tượng này chẳng hạn. Hai đối tượng này mình đã xử lý rồi. Còn tiếp theo mình có đến một cái phần bố cục nữa trong quá trình mình xử lý đối tượng về hình, đó là bố cục này. Được chưa? Thì bạn thấy cái đối tượng này nếu mà bạn vẽ bằng pen thì nó sẽ không đều nhau được. Và thứ hai nó sẽ không tạo ra cái đối tượng đường tròn cho mình. Thì trong trường hợp này bố cục của mình sẽ sử dụng như này. Dạ, sử dụng như này. Dạ. Tiếp theo bạn ghi vào là kết hợp giữa công cụ hình với cả effect hiệu ứng. Kết hợp hình với cả hiệu ứng. Chưa? Thì trong phần effect này có rất nhiều hiệu ứng thì mình sẽ nêu ra cho bạn dùng của anh hay gặp trên cái thực tế hiện nay thôi. Ok, thì đầu tiên mình sẽ tạo ra cái đối tượng nền. Chưa? Phần nền này mình sẽ tạo ra những phần nền để làm cái thiệp cưới là những cái đối tượng nền background phía dưới chẳng hạn. Ctrl C, Ctrl F, copy đối tượng lên trên, kéo xuống đây. Được
Chưa. Thì hôm trước trong cái công cụ viết tắt pen, mình đã qua một số cái công cụ rồi. Thứ nhất là công cụ pen, và thứ hai là công cụ pen cộng và pen trừ, cộng điểm và trừ điểm. Nhưng mà cái đối tượng là phiên bản CC trở lên, nó tích hợp cái trừ điểm và cộng điểm trong phần này rồi. Bạn có thể sử dụng công cụ viết tắt pen tích vào điểm này, thì nó sẽ tự động cộng thêm điểm pen cho bạn trong quá trình xử lý. Chưa. Kết hợp công cụ shift C trong cái bộ pen, bẻ cong đối tượng trực tiếp. Shift C bẻ cong đối tượng trực tiếp. Ok, và bạn cái kéo đối tượng ở đây. Chưa. Và có thể đổi cho mình sang một cái màu trắng, bạn dễ hình dung hơn trong quá trình mình xử lý. Chưa. Thì trong quá trình sử dụng những cái đối tượng đường cong thì mình lưu ý là mình sẽ tạo cho nó một cái điểm pen ở giữa, tạo thành điểm cánh. Chưa, thì đường cong của mình sẽ được mượt hơn trong quá trình mình xử lý về. Yeah. Và tiếp theo mình thêm một số họa tiết trang trí, chẳng hạn mình muốn tạo ra cái đối tượng bông hoa ở đây thì sao? Chẳng hạn như cái đối tượng này. Yeah. Hiện tại bông hoa của mình có nhiều cánh, mình có thể kết hợp sử dụng đối tượng của mình chỉ có 4 cánh hay sao cơ bản thôi. Ok, tạo ra bông hoa, bạn nhìn vào, cách tạo ra bông hoa. Nếu trong trường bản vẽ bằng pen thì nó là kỳ công và sẽ không đều nhau trong quá trình mình xử lý về các số cánh. Bước đầu tiên, tạo cho mình một đối tượng hình vuông. Tạo đối tượng hình vuông. Bước thứ hai, chọn vào phần Effect, chọn vào phần Distortion Form, và mình sẽ chọn vào phần hiệu ứng thứ hai, Blot. Hiệu Blot. Thì trong cái phần hiệu ứng này, nó sẽ tạo ra số cánh bằng với số cạnh của đối tượng hình. Yeah. Thì hình vuông của mình sẽ có 4 cạnh để tạo ra 4 cánh cho đối tượng. Ok, bật preview bên bản lên. Bạn sẽ tăng cái số lượng lên để bạn thấy đối tượng mình sẽ tạo thành một cái cánh hoa. Yeah. Và toàn bộ tất cả các cánh này nó đều nhỏ. Yeah, toàn bộ các cánh đều nhỏ. Không tùy thuộc vào cách sử dụng của mình thôi. Mình vẫn nếu tạo những cái họa tiết trang trí mình có thể tạo cho nó đơn giản. Yeah. Ok, thì cái này mình có thể đặt đây được không? Chẳng hạn. Yeah. Ctrl C, Ctrl F, phóng to thu nhỏ đối tượng. Giữ Shift, giữ Alt, phóng to lên, và mình có thể để cho nó là 50% thôi. Tạo cho nó phần sắc độ. Chưa? Ok, Ctrl G group hai đối tượng này, bạn di chuyển đồng thời, giữ để thêm một cái đối tượng phía bên này nữa, tạo thêm những họa tiết trang trí bạn trong quá trình. Hoặc bạn muốn rõ hơn thì mình sẽ cho nó một cái hòa trộn là overlay. Chưa, nó chỉ là những họa tiết trang trí thôi. Giữ phím Alt kéo sang đây, mình thêm cái biểu tượng đối tượng thứ ba chẳng hạn, tạo ra. Chà. Còn không thì bạn có thể để cho mình về normal cho nó rõ hơn. Chà, bạn có thể làm cho mình những cái đối tượng là tiệc cưới. Và tiếp theo, để thêm cho nó cái phần sắc độ nó có đậm trung gian và sáng, thì mình sẽ copy đối tượng phía dưới thêm. Ctrl C, Ctrl B bỏ, copy xuống dưới. Chà, đối tượng này mình sẽ để cho nó là 50%. Ctrl C, Ctrl B copy đối tượng lên trên, và mình sẽ đổi sắc độ nó là 30%. Chà, tạo những họa tiết trang trí cho phần nền của mình. Chà. Và mình có thể là áp dụng cái phương pháp này tạo nên những cái đối tượng về phần bố cục có khung không? Ok, tiếp theo mình có một đối tượng nền. Chà. Và tương tự mình tạo ra đối tượng bông hoa. Chà, nét đi. Chọn vào phần Effect, chọn vào phần Distortion Form, chọn phần Blot. Bật Preview lên, bạn xem cái đối tượng về. Chà, ok, bạn tăng phần trăm lên và tạo ra những đối tượng. Chà. Ok, giữ Shift cho nó to thêm.
Chạy bạn đặt đối tượng bố cục của mình ở đây. Ở chỗ này mình sẽ cho hình ảnh chị vào. Nhưng mà đối tượng của mình đang mang hiệu ứng nên bạn cần lưu ý khi bạn muốn cắt dao đi những cái phần từ bên ngoài ấy. Cắt dao đi những phần từ bên ngoài mình sẽ xử lý nào. Thì mình sẽ có hai phương pháp. Thứ nhất là sử dụng công cụ CF7. Và cái thứ hai kết hợp công cụ phím tắt là Shift M. Shift M cắt dao nhanh. Shift M cắt dao đối tượng nhanh nhất. Thế bạn muốn loại bỏ những đối tượng nào thì bạn giữ thêm phím An và loại bỏ những phần ngoài. Nhưng mà đối tượng bông hoa của mình đang mang hiệu ứng, nếu bạn xóa nên bạn thấy này, cái đối tượng của mình sẽ bị lỗi. Thì mình sẽ xử lý nào. Thì bạn lưu ý, muốn cắt bỏ hay là cắt dao toàn bộ tất cả đối tượng thì đối tượng đấy nó phải mất hiệu ứng. Object Flatten Transparency, loại bỏ đối tượng hiệu ứng đi, chọn một phần alpha, ok, thì đối tượng của mình trở thành đối tượng thường và có thể cắt dao được. Shift M giữ phím An, loại bỏ phần thừa phía ngoài đi. Hay là bạn có thể cho bông hoa của mình cho nhỏ hơn tí nữa. Quét qua hai đối tượng, sử dụng công cụ Shift M giữ phím An, loại bỏ những đối tượng thừa phía ngoài đi, tạo nên những đối tượng về phần bố cục như này. Ok, Ctrl C, Ctrl F, copy lên trên và kéo nó vào trong. Cái phần dưới mình sẽ để cho nó sắc độ, ví dụ để cho nó là 30%. Cái trên là 50%. Ctrl C, Ctrl F thêm một độ nữa và mình để cho nó là 100%. Và cái hình cuối này mà có thể để cho mình một cái màu khác, thì hình màu xanh này mình sẽ cho hình ảnh chui vào, và tạo nên cho mình một phần là bố cục khung. Ok, Ctrl Shift P chọn một cái đối tượng hình ảnh. Chọn vào làm việc, chọn vào tư liệu, chọn vào phần thư viện ảnh. Chẳng hạn mình chọn ảnh cưới. Ok, chọn cái hình ảnh. Click. Quét qua to hơn hoặc bằng phần khung bạn muốn cho hình ảnh chui vào. Bước thứ hai, cho hình ảnh xuống dưới cùng bằng cách là Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Chọn hình ảnh, giữ Shift chọn vào phần khung. Ctrl 7 chuột phải chọn vào phần Mask Mask. Và màu nền của mình có thể đổi sang màu đỏ được không? Chọn tạo ra đối tượng. Và cũng tương tự mình có thể thêm những cái họa tiết trang trí những cái đối tượng đấy, ví dụ tạo ra đối tượng bông hoa này rồi. Ok. Thì trong quá trình bạn thấy cái đối tượng bông hoa của mình khi mà kéo sang đây, bởi vì nó đang nằm dưới, nếu bạn tích ra ngoài thì nó sẽ bị mất, bởi vì nó sẽ bị những cái hình ảnh mình xin nó đè lên. Thì trong trường này mình sẽ xử lý như nào? Thì hôm trước mình đã liên quan đến cái phần là vẽ hình bằng khối rồi, thì mình sẽ có phím tắt là Ctrl Y dài. Ctrl Y dài nhìn toàn bộ tất cả đối tượng ở dạng nét. Thì mình sẽ có hai đối tượng hình vuông mình vừa copy sang ở đây. Bạn có thể cho nó lên trên cùng. Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải. Và lưu ý khi mà dùng xong Ctrl Y thì mình phải Ctrl Y dài trở lại, thì nó sẽ hiển thị toàn bộ tất cả đối tượng. Cái này mình có thể trang trí được không? Để đây chẳng hạn. Ok, có thể giữ phím An kéo sang đây một cái đối tượng trang trí tiếp theo, có thể cho nhỏ hơn. Ok, mình có thể kết nối hai hình này với nhau bằng cách là sử dụng công cụ Pen, tắt là P, tích đây một điểm, nối đây một điểm được không? Sử dụng nét Shift X. Thì đối tượng của mình đang là đối tượng nét liền, mình có thể trở thành nó thành nét rời bằng cách là tích lại vào đối tượng, chọn vào chốc và tích vào phần deadline mình vừa sử dụng. Kích thước có thể cho nhỏ hơn được không chẳng hạn? Nó chỉ tạo ra đối tượng họa tiết trang trí trong quá trình mình sử dụng mình bố cục thôi.
Chưa. Thì tương tự hiện tại đối tượng của mình đang tạo cho nó là bốn cánh thì mình có thể kết hợp là cho nó nhiều cánh hơn được không? Thì mình có thể kết hợp với công cụ là polygon. Chà, polygon. Công cụ polygon. Ok, tích vào công cụ polygon thì nó sẽ sử dụng như nào? Bạn giữ chuột kéo ra vào màn hình thì nó sẽ tạo ra cái đối tượng của mình. Ban đầu là nó sẽ có 6 cạnh. Yeah. Bạn muốn tăng số cạnh thì bạn sẽ tích vào mũi tên lên trên hoặc là mũi tên xuống dưới để tăng giảm số cạnh. Mũi tên lên trên hoặc là mũi tên xuống dưới để tăng giảm số cạnh. Chưa? Ví dụ trong trường hợp bạn muốn tạo cho mình bông hoa nhiều cạnh, bạn có thể tăng số cạnh của mình lên, ví dụ như này. Được. Chọn vào đối tượng, chọn vào phần effect, distort transform, chọn phần blot, bật preview lên, tăng số lượng, bạn tạo ra những đối tượng phần bông hoa. Chưa? Hay là một số cái trường hợp mình dùng để quảng cáo cho khai trương hay là giảm giá thì mình có thể giảm phần trăm này xuống thì nó sẽ tạo cho bạn thành các cái tiêu. Giờ bạn có thể đặt ứng dụng đây khai trương giảm giá bao nhiêu phần trăm từ ngày bao nhiêu ngày bao nhiêu. Giờ đấy có thể áp dụng một số phương pháp để mình xử lý trên thực tế. Vậy nên khi mà xong rồi thì bạn cần lưu ý là mình phải phá vỡ cái đối tượng hiệu ứng đi bằng cách là chọn object flatten transparency tích vào alpha. Ok, thì nó sẽ trở thành một cái đối tượng là bình thường. Chờ. Thì mình có thể sử dụng cái phương án đấy, mình tạo ra cái đối tượng bố cục như này. Chờ, thì mình sẽ vẽ ra cái đối tượng của mình sẽ được đều hơn trong quá trình mình xử lý cái đối tượng. Chờ, đây là một cái cách thôi nha. Có thể xử lý về khai trương giảm giá. Đây của mình sử dụng thứ nhất là có thể là màu trắng trên nền tối hoặc là màu đỏ trên nền sáng. Giờ tùy thuộc vào phần nền của bạn sử dụng như nào trong quá trình mình xử lý phần bố cục. Được chưa? Thì trong quá trình xử lý về cái đối tượng bố cục các bạn cần lưu ý mình sẽ có hai phần. Thứ nhất là phần nội dung và thứ hai là phần nền. Chưa? Thứ nhất là phần nội dung và thứ hai là phần nền. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng cái phương pháp để tạo ra những cái phần nền phức tạp hơn trong quá trình mình xử lý phần bố cục. Chưa? Bạn đi vào là cách ép một hình theo một đối tượng. Cách ép một hình theo một đối tượng. Nó khác với cả hình ảnh chui vào khung nhá. Hình ảnh chui vào khung thì nó sẽ cố định. Thứ nhất nó sẽ không thay đổi được cái định dạng. Ví dụ bạn muốn là gì nhỉ? Cho nó bóp méo chẳng hạn. Đi theo dạng đường cong thì sao? Được chưa? Thì khi mà hình ảnh chui vào khung hay là đối tượng chui vào khung thì nó sẽ không xử lý cái phương án này. Ok. Cho đối tượng chui bóp méo hay là ép đối tượng theo một đối tượng khác. Dạ, cách ép một đối tượng theo một cái đối tượng khác hay là một cái hình khác. Thì bạn ghi nguyên tắc để ép hình. Nguyên tắc là hình muốn ép vào khung nó phải nằm phía dưới cùng. Hình muốn ép vào khung nó phải nằm dưới cùng. Chờ, cái phương án ép hình này mình có thể là sử dụng cho một đối tượng hay là một group đối tượng. Có thể là sử dụng cho một đối tượng hoặc là một group đối tượng. Chà. Ok, đầu tiên mình sẽ tạo ra cho nó một cái đối tượng ở đây. Okay. Chà. Ok, mình sẽ chọn cho nó một cái đối tượng là màu trắng.
copy thêm một cái phiên bản nữa giữ shift dự án kéo xuống đây và Ctrl D lặp lại lại. Được chưa? Tại sao mình tạo ra nhiều đối tượng này? Bởi vì muốn là nó sẽ chạy theo phần sắc độ cho mình, có phần độ sáng, trung gian và tối. Ở chọn đối tượng thứ nhất, giữ shift chọn hai đối tượng ngoài cùng cho nó là 20% đi theo phần sắc độ của hình. Hai đối tượng tiếp theo 40% và 60%. 80 và 100. Đấy, mình có những đối tượng này. Bạn muốn di chuyển toàn bộ tất cả đối tượng đồng thời mình có thể group lại. Thì nguyên tắc ép hình nó có thể là một đối tượng hoặc là một group đối tượng như này. Chà. Bước tiếp theo mình tạo cho nó một cái hình. Thì bạn muốn là đối tượng thứ nhất ép theo cái đối tượng thứ hai thì mình sẽ xử lý nào. Thì lưu ý cái đối tượng thứ nhất này nó phải nằm dưới cùng, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Chọn đối tượng thứ nhất, giữ Shift chọn đối tượng thứ hai. Yeah. Chọn vào phần Object. Chọn vào phần Envelope. Yeah. Và chọn vào phần Ctrl and C. Ép hình theo đối tượng. Ctrl and C. Ép hình. Yeah. Thì cái ép hình này có một cái rất hay là hình nằm ở đâu, hai đối tượng có thể nằm độc lập hay là xa rời nhau thì khi mà ép hình thì nó sẽ trở lại thành một. Cái tích vào Ctrl and C thì bạn thấy đối tượng hình của mình sẽ trở thành một. Yeah. Thì cái này có cái gì khác biệt? Nó cũng ví dụ bạn có thể co kéo lại, nhưng mà cái này có thể là kết. Khi mà bạn sử dụng công cụ ép hình sau thì mình có thể sử dụng kết hợp công cụ phím tắt A. Yeah. Tích vào điểm này, bạn sẽ hiển thị cho bạn những cái đối tượng là cánh tay đòn mà có thể là thay đổi vị trí của đối tượng này. Giờ có thể là thay đổi cho đối tượng của mình có thể co kéo, con to thu nhỏ. Chờ. Ok, sử dụng được công cụ phím tắt A thì nó hoàn toàn kết hợp với công cụ phím tắt Pen, phím tắt là P, có thể cộng thêm điểm, tích đây một điểm, tích vào đây một điểm. Giờ Shift C bẻ cong tạo ra đối tượng như này. Giờ tạo cho mình đối tượng này phần background, phần nền. Lưu ý phần nền bạn xử lý được đẹp nhất thì nó sẽ đều trên cái nền là gradient. Trên nền gradient. Ok, gradient. Chọn vào một cái màu. Chẳng hạn mình chọn một màu đỏ. Chưa, màu đỏ đậm. Bên này sẽ là một cái màu đối tượng là màu đỏ sáng. Chưa, có thể theo cái dạng là đường tròn radius ở đây, có thể kéo lại đối tượng của mình hết trở thành đề. Chưa, chọn lại vào đối tượng mình có thể kết hợp với hòa trộn là overlay. Nó sẽ đẹp hơn trong quá trình xử lý về phần nền. Đây là cách tạo ra những cái đối tượng ở phần nền, mình có thể là áp dụng đối tượng là đưa hình ảnh vào đây. Thì trong quá trình xử lý những cái đối tượng ở phần hòa trộn thì bạn lưu ý hòa trộn của mình để đẹp nhất thì nó sẽ nằm trên cái nền là gradient. Đấy. Ok, tiếp theo sử dụng cái phương pháp ép hình này mình có thể kết hợp để tạo ra những cái đối tượng là logo cơ bản liên quan đến ngành gỗ thời trang, ngành gỗ chẳng hạn hay là xây dựng. Ok, thì trên thị trường hiện nay thì logo này nó cũng khá là phổ biến, sử dụng khá là rộng rãi. Ok, mình sẽ chọn một phần hình polygon. Chưa? Phần logo này mình sẽ giảm số cạnh xuống chỉ còn 6 cái thôi, 3, 4, 5, 6.
Xoay cho nó với góc độ là 90 độ, mình sẽ cho hai cái hình nhọn phía trên và phía dưới. Sử dụng công cụ nét, chia đối tượng hình của mình thành hai phần bằng nhau. Quét qua hai đối tượng, sử dụng công cụ cắt dao Shift F7. Chọn vào Pathfinder và tích vào công cụ đầu tiên là dòng thứ hai. Thì nó sẽ chia đối tượng thành hai phần bằng nhau trong group. Chuột phải ungroup ra thì bạn thấy nó sẽ trở thành hai đối tượng. Ok, thì trong cái trường hợp này mình sẽ kết hợp logo, ví dụ như một cái đối tượng là màu đậm, một đối tượng màu sáng, tạo ra cái phiên bản 3D. Hoặc là mình có thể kết hợp chữ không. Ok, chữ đẹp nhất trong quá trình mình sử dụng cái đối tượng bố cục như này là chữ, chẳng hạn như chữ T. In hoa. Chọn vào tay, chọn vào phần trên khay, tích vào phần công cụ. In hoa đây. Và một chữ tiếp theo đó là chữ U, chữ C hoặc là chữ H. Cho mình đã chọn cái phương án là chữ H. Thì ép hình đối tượng chữ này vào cái đối tượng phần hình thì bạn lưu ý phần chữ của mình nó phải nằm dưới cùng. Ctrl Shift ngọc vuông bên tay trái. Chọn vào đối tượng chữ đầu tiên, giữ Shift chọn vào đối tượng phần khung. Ctrl Alt C thì đối tượng chữ của mình nó sẽ tự động vào phần khung của bạn trong quá trình mình xử lý. Chọn đối tượng thứ hai, giữ Shift chọn vào chữ Ctrl Alt C thì nó sẽ tạo ra cái đối tượng logo này. Bác thêm cho mình cái phần nền đằng sau. Và cái thứ hai, mình có thể thay đổi màu được không? Có thể thay đổi màu được không? Thì trong quá trình ép màu xong thì bạn có thể thay đổi màu hoặc là thay đổi thuộc tính của đối tượng bằng cách là tích đúc vào. Tích đúc vào thì nó hiển thị cái phiên bản gốc của bạn. Hiện tại đối tượng của màu mình màu là màu đen, mình có thể chuyển sang màu khác được không? Màu xanh chẳng hạn, hay là màu đỏ, bạn có thể thay đổi màu. Tương tự đối tượng thứ hai. Hoặc cách thứ hai, ngoài cái việc tích đúc ra thì trên khi mà hiển thị cái đối tượng này thì nó sẽ hiển thị cho bạn thêm một cái công cụ phía trên là Edit Content. Giờ bạn tích vào cái đối tượng Edit Content thì nó cũng hiển thị giống như bạn tích đúc vào. Chọn vào cho mình một cái màu là màu cam, tạo ra biểu tượng logo. Thì phần này nó chỉ kết hợp được một số chữ đặc trưng, ví dụ chữ C, chữ H, chữ U chẳng hạn thôi. Bạn cần lưu ý. Thì phần phông chữ của mình nó cũng phải phù hợp với phông chữ bo tròn, thì trong trường hợp bạn sử dụng đối tượng logo này thì nó sẽ không sử dụng được. Đấy, ok, tiếp theo ứng dụng cái phương pháp ép hình này mình có thể xử lý bằng cách là hiệu ứng cho phim. Là có thể thấy trên cái thị trường hiện nay có thể nó sẽ làm những cái hiệu ứng như những cái tấm phim cũ chẳng hạn. Trên đấy lại có những cái đối tượng hình ảnh. Ok, đầu tiên thì mình sẽ tạo ra cái đối tượng trước đã. Tạo cho Shift P. Chọn vào thư viện ảnh. Chọn vào phần poster chẳng hạn. Hay là chọn một phần phim. Trong phần phim này mình sẽ chọn một cái hình ảnh bất kỳ. Ví dụ trong trường mình sẽ chọn hình ảnh này. Được chưa? Khi bạn lưu ý khi bạn place một cái hình ảnh vào đi thì nó sẽ hiển thị cho bạn cái đường là đường chéo. Tức là đối tượng hình ảnh của mình đang mang cái đối tượng là kết hợp với phần link. Chứ nó đang kết hợp với máy tính của bạn trong quá trình mình xử lý. Thì cái trường hợp này bạn muốn tắt link thì nó như nào? Giờ bạn ghi vào là tắt link hình ảnh. Bởi vì một số trường hợp bạn muốn gửi file cho mình sang cái nhà in hay là gửi file, ví dụ hôm nay làm xong rồi bạn lưu file lại, gửi lên driver. Nhưng mà bạn sẽ không lưu những đối tượng dạng hình ảnh này thì nó sẽ bị mất hình ảnh. Cách tắt link hình ảnh.
chọn vào hình ảnh. Nếu mà hình ảnh của mình có cái đường chéo, tức là hình ảnh của mình chưa tắt link, chọn vào phần embed trên thanh menu, chọn vào phần embed. Yeah. Thì tích vào đối tượng embed này thì đối tượng hình ảnh của mình tự động nó sẽ mất link cho bạn trong quá trình mình xử lý. Yeah. Như một cái phương án nữa, ví dụ bạn làm menu chẳng hạn. Menu của mình có thể là có rất nhiều ảnh trang. Thứ nhất, ví dụ như có món tráng miệng, đồ ăn thì có rất là nhiều. Thì mình có thể xử lý đối tượng từng hình ảnh này nó rất là lâu. Thì mình có thể kết hợp được cái đối tượng khác được không? Ok, mình thử Ctrl Shift P rất là nhiều hình ảnh vào. Chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4 chẳng hạn. Được chưa? Nhưng mà đối tượng của mình ví dụ nó hình ảnh trang thứ nhất, nhưng hình ảnh của mình trang là trang 30 thì sao? Thì trong quá trình mình sẽ tìm hình ảnh như nào? Ok, bạn ghi vào là cách cắt link nhanh nhất trong quá trình mình sử dụng nhiều hình ảnh. Được chưa? Bởi vì mình không thể xem từng cái hình ảnh nó nằm chỗ nào, bởi vì một số trường hợp mình dùng những cái icon, mình không sử dụng vector, mình sử dụng hình ảnh thì sao? Nó tìm nó rất là khó đúng không? Được chưa? Cắt cách link hình ảnh nhanh nhất. Yeah. Thế phần link nó sẽ quản lý ở đâu? Bạn chọn vào phần Windows và chọn vào phần link cho mình. Chọn vào Windows và chọn phần link. Thì trong phần này nó sẽ quản lý toàn bộ tất cả những cái file ảnh trên cái mục thiết kế của bạn. Chọn vào Windows và chọn phần link. Yeah. Thì nó hiển thị cho bạn cái bảng bên này. Thì đây là toàn bộ tất cả những hình ảnh có trên file thiết kế của bạn. Chưa? Thì ở trong cái trường hợp sử dụng công cụ link này, nó sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất, hình ảnh của mình đã tắt link rồi, và dạng thứ hai là hình ảnh chưa tắt link. Yeah. Thế làm thế nào để phân biệt giữa hai cái đối tượng đấy, giữa tắt link và chưa tắt link để mình có thể tìm nhanh? Thì bạn thấy này, cái đối tượng hình ảnh của mình vừa nãy đã tắt link rồi, thì nó sẽ không có đường chéo. Thì trên cái bảng link bạn thấy đối tượng đã tắt link thì nó sẽ có biểu tượng phía sau. Chưa? Còn toàn bộ tất cả đối tượng hình ảnh nào không có hình ảnh thì biểu tượng phía sau, tức là nó chưa tách link. Ok, chọn toàn bộ tất cả những cái đối tượng đấy. Giờ ở đây giữ Ctrl, tích vào đây những cái đối tượng không có biểu tượng. Chọn vào phần menu ba dấu gạch phía trên, chọn một phần embed image, tách link toàn bộ tất cả đối tượng mình vừa chọn. Yeah. Ok, tích vào đây thì tự động nó sẽ xử lý cho bạn trong quá trình mình đối tượng là tắt link. Thì toàn bộ tất cả đối tượng bạn chọn thì nó sẽ tắt link rồi. Bây giờ bạn sẽ ấn lại xem. Tích vào đây thì nó sẽ không có đường chéo nữa. Tích vào đây nó sẽ không có đường chéo. Toàn bộ tất cả hình ảnh nó được tắt link rồi. Yeah. Và bước trường hợp thứ hai, ví dụ mình làm dàn menu thì phần hình ảnh của mình là trang thứ nhất. Cái này là trang 30, cái này là trang 40 thì sao? Thì mình tìm hình ảnh như nào? Yeah. Bởi vì trong trường hợp bạn muốn thay đối tượng logo, bởi vì nhà hàng của mình đã thay cái đối tượng logo khác, rồi mình có cái form mẫu rồi mình muốn thay logo thì xử lý như nào? Ok, bạn bật cái đối tượng bảng link của mình lên. Chưa? Ví dụ đối tượng của mình đang có cái đối tượng logo nằm ở đây, bạn muốn thay logo khác thì bạn sẽ chọn vào phần go to link, tích vào phần go to link thì tự động hình ảnh của mình nó sẽ hiển thị ra giữa màn hình cho bạn. Chưa? Tương tự hình ảnh này ông tế chọn vào đây, chọn vào phần go to link, mình sẽ xem vị trí của nó nằm chỗ nào. Chưa? Tương tự toàn bộ tất cả những đối tượng hình khác, go to link thì nó tự động xuất hiện ra giữa màn hình cho bạn. Chưa? Ok, bạn thấy trong trường hợp view file thiết kế của bạn như này nó chưa ổn lắm, mình muốn thay hình ảnh khác thì sao? Chọn vào đối tượng hình ảnh, chọn vào phần go to link để hiển thị ra giữa màn hình. Và bạn sẽ chọn vào phần relink để thay hình ảnh nhanh.
Reeling, tay hình ảnh nhanh. Chưa? Ok, chọn vào Reeling ở đây thì nó sẽ mở đến thư viện của bạn. Chọn vào hình ảnh này. Ok, thì động nó sẽ play theo cái khuôn khổ hình ảnh trước của bạn. Và đương nhiên khi mà play vào thì hình ảnh của mình chưa tắt lên. Chưa? Một hình ảnh thì rất là đơn giản, bạn sẽ chọn phần Embed hoặc là chọn vào đây, sổ xuống, chọn vào phần Embed Image. Chưa? Thì trong phần link này nó sẽ quản lý toàn bộ tất cả những file hình ảnh có trên file thiết kế của bạn. Nghĩa là nó ở xa thì nó ở giữa xong rồi mới chuyển nó sang cái hình như này, thì hai hai nó cách xa nhau quá thì đâu nhỉ, như thế nào đấy, từ hình như này ở giữa đúng không ạ, thì đây cái hình hình ảnh đúng không? Mình muốn copy ra đây đúng không? Ok, nhắc lại một số kiến thức vào cái buổi 1 cho bạn nhá. Bạn còn nhớ là cách copy lên trên không? Ctrl C, Ctrl F đúng không? Và cái thứ hai, Ctrl C, Ctrl B bỏ là copy xuống dưới. Và mình có một cái phương án cơ bản là Ctrl C và Ctrl hoặc là Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V là nó sẽ ra giữa màn hình cho bạn trong quá trình xử lý. Yeah. Hoặc bạn muốn cắt luôn cái này đi, mình sẽ Ctrl X và ra giữa màn hình Ctrl V đối tượng mình ở đây. Yeah. Copy đối tượng ra giữa màn hình, Ctrl C, Ctrl V. Cái hình nền này, chèn vào trong nền này á, hay là sao nhỉ? À, ý là mình tìm hình ảnh nó ở trong vị trí nào á? Thì trong quá trình mình xử lý mình chỉ có phần là go to link thôi. Đúng rồi, nó chỉ à, tìm nền đúng không? Thì trong quá trình cái này mình chưa nói qua, mình nói trước cho bạn. Thì trong quá trình mình có rồi đúng không? Bạn còn nhớ là Ctrl 0 không? Ctrl 0 là review khổ giấy của mình. Chưa? Thì trong quá trình mình thiết kế, mình có thể chỉ cần thiết kế những đối tượng ở trong cái khổ giấy thôi, còn những đối tượng ngoài là mình đang nháp. Chờ, ví dụ như cái đối tượng phần nền của bạn ở đây. Chờ, mình sẽ tìm đến phần hình ảnh, ví dụ hình ảnh này mình muốn là đưa ra giữa màn hình chẳng hạn. Chờ, Ctrl X, Ctrl 0, xem mình Ctrl V ở đây. Chờ, thì mình có thể áp dụng nhiều cái phương pháp để mình đưa. Như cái phần mềm sau thì mình có thể nó sẽ ví dụ như Corel thì nó sẽ đơn giản hơn trong quá trình mình xử lý. Chờ. Ok, tiếp tục nha. Thì mình sẽ tiếp tục với phần hiệu ứng phim. Yeah. Thì phần phim, trên phần phim của mình sẽ có rất là nhiều hình ảnh trong quá trình mình xử lý. Ok, giữ phím An kéo sang đây một hình ảnh thứ hai, Ctrl D. Yeah. Mình tạo phần nền phía dưới bằng công cụ phím tắt đơn hình vuông đơn giản là M. Yeah. Và để cho mình một cái đối tượng là màu đen. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái cho nó xuống dưới cùng. Yeah. Thì phần phim của mình thời cổ thì nó sẽ có những biểu tượng hình vuông màu trắng phía trên ở đây. À, chọn cho mình một cái đối tượng màu trắng. Yeah. Ok, giữ phím An kéo sang đây Ctrl D. Nhưng mà trong trường hợp bạn thấy này, nếu mà Ctrl D trong trường hợp nó rất là lâu. Đúng không? Mình có thể sử dụng cái phương pháp khác được không? Bạn còn nhớ là phím chuyển cấp giữa các hình với nhau không? Ok, thì mình sẽ tạo ra hai đối tượng, điểm đầu và điểm cuối. Chưa? Chọn đối tượng 1, giữ Shift chọn đối tượng 2, chọn vào công cụ Blend V kép. Chưa? Tích vào đối tượng 1, tích vào đối tượng 2 thì nó sẽ chuyển cấp từ hình 1 sang hình 2 trong quá trình mình xử lý. Đương nhiên số lượng của mình đang nhiều thì mình sẽ tích lại vào cái công cụ VKép đấy, tích đúc vào, bật preview lên và mình chọn cái thông số thứ hai thay đổi lại cái thông số giữa. Ví dụ đang nó đang là 63 hình, hơi nhiều, ví dụ mình đánh số là 15 hình thì sao? Mình sẽ được như này. Giờ hoặc là tăng số lượng lên. Để bàn tay đối tượng mình sử dụng rất là nhanh, được nhỉ? Chờ, công cụ Blend chuyển hình.
Ở giữa phim A kéo xuống đối tượng này tạo ra đối tượng thứ hai, tạo ra đối tượng phần phim như này. Thì đối tượng hiện tại của mình đang trên cái mặt phẳng. Mình có thể ép hình được không? Thì trong quá trình mình sử dụng ép hình thì lưu ý có thể là sử dụng một đối tượng hoặc là group đối tượng. Ok, quét qua Ctrl G. Tiếp theo mình sẽ chọn cho nó cái khung hình để mình muốn ép theo cái đối tượng kia theo cái hình này. Lưu ý hình ảnh mình muốn ép vào thì nó phải nằm dưới cùng, Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Chọn đối tượng 1, giữ Shift chọn đối tượng 2. Chọn vào phần Object, Envelope, Ctrl and C. Thì đối tượng của mình sẽ ép hình. Bởi vì của file của mình nó đang sử dụng cái đối tượng là hình ảnh cho nên nó khá là nặng. Ok, ép xong thì mình có thể sử dụng công cụ pen cộng được không? Thêm một cái điểm pen đây nữa. Thêm một điểm pen đây. Công cụ shift C bẻ cong trực tiếp đối tượng của mình đây. Bắt tạo ra cái biểu tượng này. Được chưa? Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ áp dụng cái những cái phương pháp đây, mình tạo ra những cái đối tượng này để mình có thể xử lý những cái phần này trước, sau đó mình sẽ lên phần tiếp theo. Bạn nhớ những cái đối tượng công cụ hơn. Chưa? Ok. Được chưa? Thì trong cái trường hợp bạn thấy này, khi mà ép toàn bộ tất cả những cái đối tượng bạn đưa hình ảnh vào ấy thì file của bạn rất là nặng. Thì có cái phương án nào để bạn có thể xử lý hình ảnh của bạn được nhẹ hơn không? Thì hôm trước mình đã xử lý qua cái phần là cắt phần thừa khi mà hình ảnh chui vào khung ấy. Nhưng mà cái đối tượng này mình không cắt phần thừa đi mà nó vẫn giữ nguyên cái đối tượng hình dạng của hình ảnh thì mình sẽ xử lý như thế nào. Ok, mình sẽ Ctrl Z lại nhá. Do bạn thấy cái file của mình rất là nặng trong quá trình mình xử lý phần ép hình này. Ok, Ctrl Z, Ctrl Z lại. Ok, làm mình sẽ làm một cái hình khác đây, bởi vì cái file của mình đã xử lý khá là nặng. Ok, chọn đầu tiên mình sẽ Ctrl Shift P chọn một cái hình ảnh này lại. Nếu bạn Ctrl Shift P chọn vào hình ảnh và tích vào màn hình thì nó sẽ trở về cái định dạng gốc của nó sẽ to như này. Đây là định dạng gốc của nó. Thì trong quá trình xử lý về phần mềm Illustrator thì bạn lưu ý nó sẽ giữ nguyên cái định dạng của hình ảnh. Bạn có thể thảo phóng to thu nhỏ, nó sẽ giữ nguyên cái định dạng hình ảnh lớn nhất như này. Nhưng mà trong trường hợp mình chỉ muốn là sử dụng hình ảnh nó vừa tầm này thôi thì mình làm cách nào nó sẽ giảm tải được chất lượng không? Bạn ghi vào là cách giảm tải chất lượng trong quá trình mình sử dụng file. Để file của mình có thể nhẹ hơn. Bởi vì một số hình ảnh, ví dụ như hình ảnh của logo, hình ảnh của những cái đối tượng icon ấy, và sử dụng những đối tượng hình ảnh, nếu mà kích thước của nó nhỏ thì mình có thể giảm chất lượng xuống không? Ok, chọn vào hình ảnh, chọn vào phần Object, chọn vào phần Retry. Và Retry thì mình đã làm liên quan đến phần từ chuyển thì màu RGB sang CMYK và ngược lại rồi. Thì nó sẽ đưa cái đối tượng hiệu ứng của bạn trở thành một cái ảnh. Và nó có tác dụng tiếp theo đó là giảm tải chất lượng hình ảnh. Chọn vào Object, chọn vào phần Retry. Thì nó sẽ nhận cái đối tượng hình ảnh kia, bạn thu nhỏ đối tượng này là dạng định dạng hình ảnh to nhất. Ok, chọn vào phần Retry và chọn vào phần độ phân giải 300. Ok. Thì tự động đối tượng của mình sẽ là hình ảnh này là mức độ to nhất của hình ảnh sau khi bạn xử lý. 2017 khó. Retry xem offset. Nó sẽ có thể là nó sẽ trong một cái phần mục nào đấy tùy thuộc vào phiên bản. Được chưa? Thì nó sẽ nhận đây là cái định dạng hình ảnh lớn nhất trong quá trình mình xử lý về hình. Và đương nhiên, Ctrl D mình lại tiếp tục cái đối tượng này. Và bây giờ bạn sẽ xử lý file này do rất là nhẹ trong quá trình mình xử lý đối tượng. Ok, cho nó xuống dưới cùng.
chưa, nó tạo thêm những cái điểm nhấn phía trên bằng những cái đường đường màu trắng chẳng hạn, hoặc là M ở đây. Chưa, giữ phím A kéo đối tượng sang thứ hai, kết hợp công cụ là V kép, tích vào đối tượng thứ nhất, tích vào đối tượng thứ hai, chọn lại tích đốt vào công cụ V kép, mình sẽ thay đổi cái thông số về số lượng chuyển cấp giữa hình này. Ok, giữ phím A kéo xuống đây, mình tạo một đối tượng thứ hai. Ctrl G là được tất cả. Tiếp theo sử dụng một cái hình để mình có thể xử lý về chuyển cấp. Lưu ý hình phía trên nó muốn chui vào hình phía dưới màu trắng phía dưới thì bạn lưu ý. Thứ nhất, khi đối tượng hình này nó không được bị kéo giãn thì bạn lưu ý mình sẽ chọn cho một khung hình bằng so với hình phía trên. Chưa? Hình ảnh xuống dưới Ctrl Shift và vuông bên tay trái. Chọn hai đối tượng, Ctrl Alt C. Thì file của bạn thấy nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều, bạn thấy nó xử lý được luôn trong quá trình xử lý đối tượng. Chưa? Và đầu tiên công cụ là pen cộng tích vào điểm đây, tích vào điểm đây. Shift C bẻ cong trực tiếp là thấy file của mình rất là nhanh trong quá trình mình xử lý về đây. Được chưa? Các bạn xử lý toàn bộ tất cả đối tượng này. Và cũng tương tự mình có thể áp dụng cái phương pháp này để tạo ra những đối tượng phần nền để xử lý được không? Xử lý về nền. Ok, Ctrl C, Ctrl F, copy đối tượng này. Thì đối tượng này mình có thể để cho nó một cái màu trắng. Bây giờ mình có thể chia đối tượng này nhiều ô bằng nhau bằng cách là chọn ở phần Object, chọn vào phần Path, chọn vào phần Select to Guide. Bật Preview lên và xem mình sẽ chia số lượng, ví dụ chẳng hạn như chọn 3-4 phần, bên này nó sẽ chia thành. Và cho nó cái khoảng cách. Đây khoảng cách. Ok, Ctrl G. Cái đối tượng này có thể bo góc không? Bạn thấy này, nếu mà sử dụng công cụ phím A trong cái trường hợp này nó vượt quá cái số lượng cho phép thì đối tượng hình vuông của mình sẽ không bo góc được. Chưa? Chọn vào phần Object. Chưa? Chọn vào phần gì nhỉ? Path đúng không? Bạn còn chọn vào phần Streaming Command là chia đối tượng thành nhiều phần, đúng không? Nó sẽ phát là gì nhỉ? Phóng to thu nhỏ đối tượng đồng dạng, đúng không? Chà. Effect, chọn vào Style, chọn vào phần Corner. Chà. Bật Preview lên, bạn sẽ tăng số lượng muốn bo góc bao nhiêu, ví dụ số lượng mình có giảm thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tạo cho một đối tượng hình tiếp theo, chẳng hạn là đối tượng hình trước. Ctrl C, Ctrl F. Giữ phím An, kéo sang đây, giữ xem phím Shift, phóng to, thu nhỏ đối tượng. Giờ cái này để cho màu khác, bạn dễ hình dung nhá, hoặc là bạn có thể không được. Cái đối tượng bạn muốn ép vào, nó phải nằm dưới cùng. Ctrl Shift, ngoặc vuông bên tay trái. Giữ Shift, chọn đối tượng 2. Và Ctrl Alt C. Chưa? Thì cái phương pháp này mình có thể xử lý bỏ trực tiếp phần hình ảnh vào không? Ok, sử dụng công cụ pen cộng hoặc là sử dụng trực tiếp là công cụ shift C. Kết cộng công cụ A cũng được, bạn có thể cho xuống đây chẳng hạn. Ok, đối tượng thứ hai mình có thể là kéo đối tượng xuống đây. Chưa? Tích vào điểm này và kéo lên. Chẳng hạn bạn tạo ra đối tượng này. Bạn hoàn toàn có thể đưa sản phẩm của mình vào đây trong quá trình mình xử lý và kết hợp với cả chọn vào phần hòa trộn overlay. Và để đẹp hơn nữa thì mình sẽ sử dụng cái sắc độ gradient. Có thể chọn một cái màu khác được không? Ok, tích vào điểm này. Chọn cho nó một cái màu xanh đậm. Tích vào màu thứ hai, mình sẽ chọn một cái màu xanh nhạt hơn. Chưa, bạn đang nhìn bạn hoàn toàn có thể xử lý. Và bạn có thể thay đổi góc độ của mình đi một tí được không? Thì bạn tiếp theo bạn muốn là lấy riêng từng cái đối tượng ra một thì bạn cần lưu ý cái đối tượng của mình đang mang hiệu ứng. Thì mình muốn phá vỡ hiệu ứng thì mình sẽ chọn phần Object.
flat and transparency alpha, ok chuột phải cho nó phần ungroup chưa. Trước khi ungroup thì mình có thể là cho nó hoạt động trước đi, thì nó sẽ là những cái đối tượng riêng, những đối tượng riêng. À, cái này có thể đẩy ra không, tạo ra cái phần nền mới lại đẩy ra này chưa, tùy thuộc vào cách sử dụng của bạn thôi, trong quá trình mình xử lý kết hợp để tạo ra những phần nền chưa. Ok, quét qua giữ shift chọn phần nền và Ctrl G và cho nó nhỏ lại, sử dụng kết hợp lại hòa trộn chưa. Và đương nhiên bạn hoàn toàn có thể đưa sản phẩm của mình vào. Ctrl Shift P chọn một cái sản phẩm nào đấy, chọn vào thư viện ảnh. À, ví dụ mình chọn một cái hình ảnh tách nền, ví dụ như đối tượng là Vespa. Sổ xuống mình chọn cái đối tượng hình ảnh xe máy màu xanh. Lên vào. Chưa. Hoặc nếu nó chưa nổi lắm thì bạn thứ nhất là có thể thay đổi cái hình nhân vật xe. Hoặc cái thứ hai là mình có thể thay đổi cái màu nền đi một tí. Chưa, gradient. Lưu ý là muốn đẹp nhất thì mình sẽ sử dụng trên nền gradient nhá. Chưa. Ok, theo đường tròn radius kéo từ tâm ra. Chẳng có xử lý đối tượng. Chưa, quảng cáo về xe máy hay là những đối tượng. Chưa. Ok, tiếp theo mình sẽ trở lại phần bố cục thiết kế về phần banner Facebook. Chưa. Thì những cái đối tượng là bạn thấy mình có thể xử lý được đối tượng này rồi. Chưa. Bạn thử xem cái bông hoa của mình có tạo ra đối tượng này không. Thì nó sẽ tạo ra những phần cánh của bạn, nó theo phần là có bao nhiêu góc thì nó sẽ tạo ra bấy nhiêu cạnh, bạn lưu ý. Giờ thì mình sẽ sử dụng kết hợp là polygon. Và tương tự tiếp theo, bạn thấy nhau có những cái đối tượng này thì sao, thì mình có thể xử lý như nào. Chưa? Ngoài cái hiệu ứng là tạo ra cái đối tượng bông hoa thì mình hãy kết hợp tạo ra những phần đường zigzag. Chưa? Hiệu ứng zigzag. Ok, sử dụng hình polygon. Bạn muốn bao nhiêu cạnh thì bạn sẽ mới tên lên trên và tăng số cạnh lên. Đây hình polygon không phải hình tròn nhá. Nếu hình tròn nó chỉ có 4 đối tượng thôi. Giờ chọn vào phần effect, chọn vào phần distortion form và chọn phần zigzag. Giờ trong phần zigzag này mình sẽ có nhiều cái thuộc tính hơn. Thứ nhất là góc nhọn, thứ hai là có thể là góc tù, đây là smooth làm mềm. Cũng tương tự mình sẽ tăng số lượng kích thước size lên, bạn thấy cái hơn tạo ra phần tia. Cái thứ hai là mình có thể tăng cái số lượng được không? Chưa, có thể là vừa thằng này. À, smooth làm mềm. Giờ tạo ra những đối tượng ngoài cái cánh hoa thì mình sẽ sử dụng kết hợp với đối tượng. Ok. Và kết hợp mình có thể tạo ra những đối tượng về phần bố cục. Ở đây view bạn sẽ đánh kích thước vào cho mình nhá. Ok, đối tượng phần nền của mình ví dụ như màu đậm. À, nếu bạn quét qua trực tiếp hai đối tượng bạn cắt dao ấy, bởi vì đối tượng trên của mình đang mang hiệu ứng shift M trực tiếp thì đối tượng của mình sẽ bị lỗi. Chưa? Thì bạn cần lưu ý, thì bạn muốn là cắt dao đối tượng thì toàn bộ tất cả đối tượng cắt dao nó phải phá vỡ định dạng và mất hiệu ứng. Object button transparency. Chưa? Tích vào alpha và ok. Bây giờ bạn hoàn toàn có thể cắt dao được đối tượng. Shift M giữ phím an kéo qua đối tượng thừa đi và tạo ra cái đối tượng của phần bố cục. Giờ thì ngoài những cái đối tượng mà mình sử dụng là phần offset path phóng to thu nhỏ đồng dạng đối tượng thì mình có thể xử lý những cái đối tượng nó có cái độ to nhỏ giống như đây. Chưa? Thì nguyên tắc không nhất thiết là lúc nào mình cũng cần phóng to thu nhỏ đồng dạng đối tượng. Chưa? Thì mình có thể sử dụng kết hợp toàn bộ tất cả những phần hiệu ứng này, mình có thể sử dụng về phần bố cục. Thì đối tượng là mình đã đưa ra cho bạn một số cái rồi. Những cái phần text này mình để mẫu sẵn rồi, thì bạn có thể thay đổi cái phần nội dung của mình trong quá trình mình xử lý phần text. Và tiếp theo cũng tương tự cái đối tượng của mình, ngoài smooth làm mềm thì nó sẽ có cái đối tượng phong phần zigzag là làm cứng. Chưa? Thì trong cái phần hiệu ứng zigzag này rất hay, trong quá trình mình có thể kết hợp sử dụng hình vuông, Ctrl C, Ctrl F copy đối tượng lên trên. Chưa? Phóng to lên.
Cái này mình cứ để cho nó một cái màu trắng. Chọn vào đối tượng, chọn vào phần effect hiệu ứng, distortion form và chọn phần zigzag. Dạ, yeah. Ok, bật preview lên. Thì trong phần zigzag này đối với hình vuông thì nó không cần số cạnh, bạn có thể tăng số lượng lên. Được chưa? Đấy, bạn có thể cần lưu ý trong quá trình sử dụng. Yeah. Bởi vì một số cái trường hợp mình có thể là tạo ra những hiệu ứng đấy để bỏ đối tượng logo của mình vào, hay là làm những cái đối tượng liên quan đến trang trí hình. Yeah. Về phần bố cục thì bạn cần lưu ý về bố cục hình, nó phải liên quan đến nhau. Chẳng hạn mình đang tạo ra những cái đối tượng đường chéo thì bố cục của mình cũng phải đi theo đường chéo hết. Yeah. Thì những cái phần này nó mình sẽ đi kỹ hơn trong quá trình mình xử lý về phần nhận diện thương hiệu. Toàn bộ tất cả đối tượng nó phải đồng dạng và đồng bộ với nhau. Yeah. Và tiếp theo, những cái đối tượng này mình có thể xử lý thêm những họa tiết trang trí thôi. Thì những họa tiết trang trí bạn cần lưu ý là mình sẽ nhỏ, nó sẽ không ảnh hưởng đến phần bố cục tổng của mình. Yeah. Thì mình sẽ xử lý toàn bộ tất cả những cái gì đối tượng mình có thể xử lý được nha. Đây, cái này mình có làm được. Đây, cái pen này mình đi qua toàn bộ tất cả đối tượng này rồi. Dạ, đấy. Mình có thể nhìn cái đối tượng của mình để xem cái hiệu ứng của mình đang dùng là cái gì. Chẳng hạn bạn tạo ra những cái đối tượng này nó khác gì so với biểu tượng phía dưới không? Ở đây. Chưa? Nó sẽ tạo ra những cái đường này là bạn lưu ý nó là đường zigzag chứ không phải tạo hoa. Còn phía trên của mình sẽ tạo hoa những cái đối tượng đường phía dưới này đây. Này, gấp khúc, tạo ra cánh hoa. Chưa? Thì mình sẽ phân biệt giữa các hiệu ứng với nhau để trong quá trình mình kết hợp làm những cái đối tượng phần bố cục như này. Chưa? Đấy, các bạn thấy trong quá trình mình sử dụng toàn bộ tất cả những đối tượng liên quan đến phần hình cơ bản là hình chữ nhật thì có thể xử lý rất nhiều. Chưa? Và phần tiếp theo nữa, trong quá trình mình xử lý cái đối tượng là hình vo góc thì phần sau mình sẽ nói kỹ hơn. Yeah. Và mình sẽ có cái đối tượng tiếp theo là đối tượng liên quan, không liên quan đến hình lắm nhưng nó nằm trong cái bộ này, đó là liên quan đến phần ánh sáng, LED luôn. Yeah. Hiệu ứng ánh sáng. Yeah. Và cũng tương tự như là hiệu ứng ánh sáng của mình muốn đẹp nhất thì nó sẽ nằm trên nền gradient. Yeah. Thì ánh sáng của mình sẽ có hai điểm, điểm thứ nhất là điểm tạo ra tia sáng. Yeah. Bạn giữ chuột và kéo ra. Khi bạn giữ chuột kéo ra thì nó sẽ có thêm một cái điểm thứ hai, bạn tích vào đây thì nó sẽ thêm một cái bạn là hướng sáng. Giờ và thoát ra ngoài. Giờ chọn vào hoa trộn. Overlay. Để tạo ra những khoản tiền này. Thì trên thị trường thiết kế hiện nay nó cũng sử dụng cái này khá là phổ biến. Giờ lưu ý là mình sẽ để trên nền gradient nha. Chọn màu, hai màu có sẵn ở đây chẳng. Chỉ tạo ra những phần tia này trong quá trình xử lý. Yeah. Lưu ý để trên nền gradient. Yeah. Thì tiếp theo ngoài cái đối tượng công cụ zigzag này. Ở đây. Yeah. Ngoài kết hợp với hiệu ứng zigzag thì mình có thể là chỉ cần kết hợp cái đối tượng là hình ngôi sao thôi. Star tool. Yeah. Hình ngôi sao. Yeah. Cách sử dụng hình ngôi sao này thì nó cũng tương tự như hình polygon. Giữ chuột ra thì nó sẽ tạo ra đối tượng là sao năm cánh. Yeah. Mũi tên lên trên, tăng số cánh, tăng số cạnh. Mũi tên xuống dưới, giảm số cạnh. Được chưa? Và trong quá trình sử dụng đối tượng ngôi sao này, bạn có thể là tạo độ nông sâu bằng cách là giữ thêm phím control. Như control tạo độ nông sông cho hình. Được chưa? Thì cũng tương tự mình có thể áp dụng cái phương pháp này để cái đối tượng nội dung liên quan đến khai trương giảm giá ở trong cái phần này. Yeah. Và phần tiếp theo nữa, ví dụ trong trường hợp bạn muốn là giảm số cạnh xuống để cho nó là 5 cạnh đi. Yeah. Thì trong trường hợp bạn lỡ kéo đối tượng này trở về cái phiên bản này rồi. Nhưng mà trong trường hợp bạn muốn sản xuất cờ thì sao? Cái cờ Việt Nam thì đối tượng của mình sẽ có 5 cánh. Đúng không? Nhưng mà để cái đối tượng sao hình như này thì nó sẽ không đúng với quy chuẩn. Bạn lưu ý, muốn đưa hình ngôi sao về quy chuẩn nhanh nhất thì bạn giữ thêm phím An. Giữ An. Thì bạn thấy nó tự động đưa về ngôi sao theo quy chuẩn. Có thể 6 cạnh hay 5 cạnh tùy thuộc vào cách sử dụng bạn như nào.
áp dụng cái phương pháp này tạo ra những phiên bản để nội dung của mình vào về khai trương. Cái trọng ở đây tăng số cạnh lên bằng cách là mũi tên lên trên. Chưa? Dứt cán trôn kéo nó vào. Bạn sẽ bỏ nội dung của mình vào đây. Thì trên thị trường hiện nay nó sẽ sử dụng hai màu phổ biến nhất là màu đỏ và màu trắng, tùy thuộc vào phần nền của mình xử lý thôi. Cho khai trương giảm giá. Đấy thì đến những cái phần sau thì mình sẽ đi chuyên sâu hơn cho bạn về những cái đối tượng về đường tròn và hình bao góc để mình xử lý phần bố cục. Đấy thì bây giờ mình sẽ tìm thêm những cái tư liệu để bạn có thể là làm nhiều hơn về phần bố cục này. Hôm trước mình đã liên quan đến phần chữ rồi đúng không? Bạn cần luôn lưu ý để bổ sung thêm những cái phần bố cục cho mình trong quá trình mình xử lý phần sau. Chưa, anh quan cần